Hello mọi người, xin chào các chị. Hello mọi người ạ. Sáng nay em sẽ live sơ mi trẻ em nhá. Mọi người tranh thủ vào săn cho con một cái áo nha. Xin chào. Hello mọi người, cần bao nhiêu cân thì vào luôn nhá, báo em lên cho. Đây này, có làm hãng không này. Vậy gọi điện đi em nhé. Quá là đẹp luôn. Có sơ mi trắng 12-18 kg không chị? Chắc là có đấy, sơ mi trắng kia nhỉ. Quá tiết đẹp nhỉ. Con này thì được tầm 25 kg của Zara đây. 28 kg để em xem nhé. Đây là size 20 của Zara đây. Đây 28 kg đây. Size 140 đây. Đẹp thôi rồi luôn. Bạn nào hỏi 28 kg của con gái đây thì lấy con này này, xinh chưa? Theo đây nhá, chất Tommy thô trắng rất đẹp luôn. Size 140 đây này, 25-30 cân đây này. Đâu rồi? Cần bao nhiêu cân comment lên nhé em lên. 15 cân đấy ạ. Cần bao nhiêu cân comment lên em lên cho nhá. 15 cân thì tầm 4 tuổi đúng không? Ôi này, hai con Zara đẹp quá này. Ngày hôm nay sẽ có mức giá cực kỳ tốt ạ, từ 50.000 cho đến 70-80.000 thôi. Bé gái 19 cân. Chị lấy con này đi chị ơi. Của Zara này, đẹp chưa? Đây này, con này này. Siêu đẹp luôn, thêu nhá. Có 10 cân nhiều đấy chị ơi. 10 cân đẹp luôn. Ok, em sẽ like luôn nhá. Ít dần nhưng mọi người lên dần là vừa này. Này, bé gái 19 cân lấy con này ngay cho em xem 120 nhá. Đẹp dã man 19-21 cân này. Rồi. Ơi mở đầu em tặng cho mọi người con này đi. Cho nó dễ đi. Có một chấm bẩn nhỏ nhỏ đây này của Zara nhá. Chấm bẩn bé lắm. Chất mát cực, tặng nhá, mãi số 49 này. Tặng luôn. Bán cáp gì. Ok chưa? Đấy, bé trai 10 cân đúng không? Đây em có một con bé trai 10 cân. À con này còn nhỏ hơn 10 cân. 10 cân đã chút xíu. 49 cho chị Hải Hà. Nhiều size nhỏ lắm nhưng mà phải lại chút xíu. Một tuổi này. Bé nhà các chị bao nhiêu tuổi? Đang lên sơ mi trẻ con đây chị ơi. Đây. Con này mới còn mạc của Polo đây này, size 1 tuổi quay đầu đây này. Đẹp chưa? Lấy các bạn 60.000 thôi nhá. 60.000 này, 60.000 nhá, đẹp chưa? Mã là 939 của Polo nhá. 60.000 mã là 939 này, đẹp thôi rồi luôn. Cần bao nhiêu cân thì comment lên nhá, em lên cho. Buổi sáng bây giờ nó cũng dễ lên ý. 60.000 thôi. Dã man. Trời ơi, rất nhiều em đẹp. Đây,
đây, con nhà chị Đào 1 tuổi đây. Đào ơi, 1 tuổi quay đầu đây, 1 tuổi quay đầu đây. Có bé sao 17 cân chị ơi? Có 17 cân, có một con này rất đẹp luôn này. 1 tuổi quay đầu nhá, 6.000 mã là 742 này. Like luôn nhá. Không đợi nữa đâu. Ok, lên cho mấy em Olavi nhá. Size số 5 tuổi này, 18-19 cân này. Các bạn nhà chị Đào 19 cân quay đầu đây. Xịn chưa? 19 cân quay đầu, dưới 19 cân nhá. Em này 80.000 thôi, mã số là 940 này, chất đẹp lắm. 80k mã là 940 cho em nhá. Tiếp tục ạ, à, em này ạ, à, còn nguyên mạc luôn mọi người nhá. Còn nguyên mạc luôn. Vé nhà các chị có cân nặng tầm từ 21, 22, 24 cân. Dưới 24 cân, dưới 24 cân nhá. Em này 80.000 mã là 766. 80k mã là 766 cho em này. Một em của HM đây. Size tầm 9 tháng tuổi đến 1 tuổi đây. 766 ơi, còn nguyên mạc nhá. Size 9 tháng tuổi quay đầu đây. Em này lấy 60.000 thôi, mã là 631 này. 60k mã 631 cho em này. Lên cho mọi người một em bé gái xinh chưa? Size 140, 25 30 cân. 25 đến 30 cân nhá, dưới 30 cân này. Rồi em này em lấy mọi người 70.000 này, mã số là 560 này. Rất đẹp lắm. 70k mã số là 560 cho em này. Lên cho một em áo của Levi. Áo của Levi nhá, siêu đẹp luôn này. Ôi, size 1 tuổi quay đầu nhá, size 80 quay đầu đấy ạ. Rồi, em này ạ. Rồi, câu ship là đơn chưa đi đâu chị ơi. Tầm 9 cân quay đầu này. Em này size 1 tuổi quay đầu nhá, 60.000 thôi. Mã là 698 của Levi này, đẹp chưa? 60.000 mã 698 này. Em lên cho mọi người tôm mì này, con nhà chị ạ, 10-12 cân này, tôm mì này. Có bé gái 13 cân đủ size chị ơi. 10-12 cân nhá, của tôm mì cho em này. Ôi, 10-12 cân, dưới 12 cân của tôm mì nhá, đẹp quá. Em này 70.000 mã là 733. Hãng xong này. 70.000 mã 733 này. Em lên cho người em Hollister. Con này các chị có cân nặng 12 cân quay đầu đây. 10-12 cân đây. Chắc đẹp lắm luôn đó. Nó mềm, nó sướng lắm. 10-12 cân, dưới 12 cân nhá. Rồi em này 70.000 mã số em này là 72. 70k mã số 72 cho em nhé bạn nhá. Tiếp tục ạ. Em sẽ lên cho mọi người. Có cọc ạ. Đây con này các chị có cân nặng sai tầm dưới 16 cân lên 14-16 cân này. Đẹp chưa? Caster nhá. 14-16 cân, dưới 16 cân nhá. Rồi em này 80.000 mã số 37 này. 80k mã số 37. Rồi các bà nhanh tay khẩn trương vào không hết này. Bé nhà các chị có cân nặng size tầm 25 cho đến 28 cân. Chất đẹp quá. 37 chốt cô lệ trung đường. 25 đến 28 cân nhá. Em này em lấy mọi người 80.000 mã là 902. Siêu đẹp luôn. Con này là một em của Olavi size 4 tuổi này. Đây. 15-16 cân. Còn nguyên mạc luôn nhé, toàn hàng tem mạc thôi. 15-16 cân, dưới 16 cân nhá. Em này em lấy mọi người 70.000 mã là 928 này, chất đẹp lắm. 70k mã 928. 902 chị Thảo. Ducati nhá. Em này còn nguyên mạc luôn. Toàn form đẹp thôi, size 6 tuổi, 19 đến 21 cân này. 19 21 cân, dưới 21 cân siêu đẹp luôn. Em này 80.000, mã là 911 này. Ôi chết rồi. 80.000 mã 911 này. Toàn con kẻ đẹp luôn. Nguyên mạc nhá, size tầm 14-15 cân này. Nguyên mạc luôn mọi người ạ, mạc còn nguyên này. Dưới 15 cân, dưới 15 cân nhá. Em này em lấy 70.000 thôi này, mã là 838 này. Quá đẹp. 911 chốt cô lệ trung đường. Bé gái nhá mọi ơi, size 14-15 cân, xinh quá. Bé gái nhá, xinh chưa? 14-15 cân, dưới 15 cân nhá. Em lấy mọi người 70.000 thôi, mã là 853. Chốt đi, lốt hôm nay là 2 tuần. Chốt chị Hương Lan lên. Hôm trước em mệt quá, em không like được á, em để xong này á. Drop Lauren size 6 tuổi này. Chia sẻ live stream cho em nhá. 19 đến 22 cân, siêu đẹp. 19 đến 22 cân nhá. Drop Lauren này em lấy 80.000, mã là 663. Ôi, ngoan này. Đẹp không tì vết luôn ấy. Hàng Mỹ mà. Này mọi người cho các con mặc đi học rất sướng luôn. Rồi, bé nhà chị có cái nặng size tầm 18-19 cân. 18-19 cân nhá, dưới 19 cân này. Em lấy mọi người mức giá có 70.000, mã số 2. 70k mã số 2. Ui này. Chị nào vừa hỏi con 10 cân đây này. Siêu đẹp luôn, 10-11 cân nhá. 10-11 cân nhá, đẹp lắm luôn. 10-11 cân, dưới 11 cân này. Em này em lấy 70.000, mã là 806 này. Dưới 11 cân này, rất đẹp thôi rồi luôn. Đây nữa này, còn nguyên mạc luôn nhá. 10-12 cân này. Dã man, 10-12 cân, dưới 12 cân nhá. Em này 70.000, mã là 620, chất sướng lắm ấy. Mã 620, 70.000, mã 620. 14 cân à, đây, 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 xem nào. Đây, từ từ, chỗ này là đang cùng size này. Ui này. 806 chị Diệu. 10-12 cân, dưới 12 cân nhá. 70.000, mã là 935 này. 70.000, mã là 935 cho em này. Ui, đây này, cọc tay đây này, dưới 12 cân tiếp này. Đây này mọi người ơi,
10 12 cân này đẹp chưa? Dưới 12 cân nhá. 70.000 mã là 646 này. Quá đẹp. 70k mã 646 cho em này. Tiếp tục nhá. Rồi, con nhà các chị có cân nặng 15 cân quay đầu này. 14 15 cân này, size 3 tuổi đây. Đẹp chưa? 14 15 cân, dưới 15 cân nhá. Em này em lấy mọi người một giá của nó là 70.000 mã số 34 này. Xinh quá. Em này là một em size bé nhà các chị có cân nặng 19 đến 22 cân. 19 21 cân, dưới 21 cân nhá, dưới 21 cân này. 80.000 mã số 81 này. Quá đẹp. 34 chị cô lệ trung đường. Rồi, em này bé nhà chị nó size tầm 15 16 cân này, xinh chưa? 15 16 cân, dưới 16 cân nhá. 70.000 thôi, mã là 675 này. Ôi này, cái con màu này mặc lên tôi thề các bạn là đẹp và sướng lắm. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. 70.000 thôi, mã số 27. 80.000, 70.000 này. 70.000 mã số 27 cho em này. 675 cho chị Nguyễn Huyền. Rồi, 18 19 cân rất đẹp luôn. 18 19 cân, dưới 19 cân nhá. Em này 70.000 này, mã là 722, chất siêu sướng. 70.000, 70.000. Mã số 22 cho em này. Trời ơi, 12 cân quay đầu. Này, hàng này đẹp chưa? Nhưng con này mọi người ơi, ít nhất phải 5-700 nhá. Đấy là hàng thường, hàng hãng thì rẻ hơn đấy. Chứ không có chuyện là rẻ đâu. Có những cái tem nó ghi chỉ 2 đô, 4 đô, 5 đô ấy. Nó là hàng gì sao nhỉ? Nó cũng là hàng second hand với nước ngoài ấy, 4, 5 đô ấy. Đó. Đó, em này ạ, dưới 12 cân, dưới 12 cân mới cứng. Còn tem mạc mà. Đây là còn hàng tem mạc mà. Dưới 12 cân nhá, em này 70.000 mã số 59 này. Chất đẹp thôi rồi luôn. Có 31 cân ạ. Tiếp theo nhá. Em này coi nhà các chị 14 15 cân đẹp chưa? Hàng Mỹ mà. 14 15 cân nhá. Dưới 15 cân, dưới 15 cân này. Mọi người có biết nhìn nó họa tiết rõ không? Em này ạ, em lấy mọi người mức giá của nó 70.000 mã là 776 này. Xinh quá. Bé gái ấy mọi ơi. Con gái nhà các chị size tầm 17 19 cân này. 17 18 cân, dưới 18 cân nhá, xinh chưa? 70.000 mã số 600. 70.000 mã số 600 cho em nhá. 776 chị bắp cải. Size 150 các bé này. 30 35 cân, dưới 35 cân nhá. Rồi, 70.000, mã số em này là 842. Dã man xinh luôn. Con nhà các chị có cân nặng size tầm từ 17 18 19 cân này. Ôi, chất đẹp chưa? 17 18 19 cân màu xanh siêu mát luôn. Em này em lấy mọi người 80.000 nhá, mã là 677. Xinh quá. Này, toàn con kẻ đẹp thôi các bạn ạ. Em này các bé có cân nặng 11 cân quay đầu. Lấy 70.000 nhá. 11 cân quay đầu. 11 cân quay đầu nhá. 70.000 thôi, mã số là 617 này. Em đây là em làm cho mọi người, đây là hàng tem mạc của Mỹ ấy nhá. Con nhà chị tầm 9 cân này. Tầm 9 cân quay đầu nhá. Dưới 9 cân quay đầu em lấy 60.000 thôi. 60.000 mã số 80. 9 cân quay đầu. Ui, chất đẹp chưa này. 617 chị Diệu Thúy. Ôi, size này các bé dưới 12 cân nhá, xinh quá mà luôn. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Lên nhanh vào, dưới 12 cân nhá. Em này em lấy 70.000 mã là 927. Chị Hoàng Cao cho tiếp ạ. 70.000 mã 927 cho em này. Ui, 14 15 cân đẹp thế. Kẻ quá đẹp luôn. 14 15 cân, dưới 15 cân nhá, dưới 15 cân ạ. Rồi em lấy 70 đi, mã 150. Ăn rất đẹp. 70.000 mã 150. Tiếp theo này. Rồi bé chị học dưới 12 11 cân. 11 cân quay đầu nhá, xinh quá. Em chẳng sai 1 tuổi rưỡi nhá. 11 cân quay đầu, dưới 11 cân này. Em lấy mọi người mức giá 70.000, mã số là 19 này. Em sẽ lên dần nhá. Ui, một em váy ra con đây. Con nhà các chị có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân. 23 đến 26 cân nhá. Quá đẹp. Váy ra con 23 đến 26 cân nhá. 70.000, mã là 622. Váy đấy. Em sẽ lên đan xen nhá. Bây giờ còn thì lên. Hôm trước là còn một dãy chưa like. Đây là còn tầm sơ mi kẻ. Mọi người cứ xem giúp em nhé, con nào phù hợp về về trẻ con nó phải săn ấy, người lớn thì 622 cho chị Phương Nguyễn. Rồi, con này các chị có cân nặng size 20 cho đến 22, 23 cân. Dưới 23 cân này, đẹp chưa? Rồi 70.000. Hôm nay giá tốt lắm rồi ấy. Mã là 805. 70k mã 805. Con này các chị có cân nặng size tầm 15 16 cân này. Mỹ mãn luôn. 15 16 cân, dưới 16 cân nhá. 70.000 mã là 790. 805 cho chị Thảo Nguyễn. Polo này, polo này. Polo con nhà chị có cân nặng tầm size 16 17 cân nhá, xinh quá. Polo nhá. 16 17 cân, dưới 17 cân nhá. Polo lấy 70.000 mã là 881. 790 chị Hương Lan lên. Màu quá đẹp luôn, Osaki của Mỹ nhá. Con nhà chị 17 19 cân này. 17 19 cân, dưới 19 cân nhá. Rồi em này em lấy 70.000 đi, mã là 956. Quá đẹp luôn. 881 cho cô lại trung đường. Em có một em Red Lauren của người lớn nhá. Size tầm các chị có cân nặng size tầm từ 53 57 cân, dưới 57 cân người lớn.
dưới 57 cân nhé, size số 10 đấy. Rồi em lấy mọi người 80.000 thôi, bằng giá trẻ con đấy. Đáp cho chị này, 80.000 mã là 710. 956 chị Phạm Sống. Ôi, slim fit size bé nhé, các chị có cân nặng size 19-21 cân, siêu đẹp. 19-21 cân nhé. Rồi, em này em lấy mọi người mức giá của 70.000, mã là 705. Chất bao đỉnh luôn. Yên tâm mọi người ạ. Em này con này các chị có cân nặng size tầm 18-20 cân nhé. HM. Trời ơi, mọi người mua có phải 5-600 một con không? 705 chị Linh Trang. Rồi, có 70.000 thôi, bằng 1/8 cái áo. Quá đẹp. Em này ạ, bé nhà các chị có nghe mua 8 cái bằng cái bình thường không mọi người ạ? Rất là rẻ luôn, mọi người chốt thẳng tay lên. 500.000 các con mặc mệt luôn á. Rồi, em này ạ, bé nhà chị dưới 20 cân nhá. Em này 70.000 mã là 916 này. 70k mã 916 này. Grab Lauren nhá mọi ơi. Ui, đỉnh chưa? Con này ạ, bé gái cho em nhá. Hàng chính hãng cho em đấy. 916 cho chị Nguyễn Hằng. 40-45 cân các bé này, xinh chưa? 40-45 cân, dưới 45 cân nhá. Grab Lauren. Em này em 80.000 mã là 735. Có một em underground nhá. Áo phông các con này có chấm bẩn bé bé. Underground xịn ạ, chấm bẩn nhỏ nhỏ đây nhá. Rồi lấy 30 nhá. Mã số em này là 997 này. 30. Một em áo jean các con đẹp thôi rồi luôn. Con này còn tem mạc luôn. 735 cho chị Tình Đường. Rồi con này bé nhà chị ở khoảng 9 tháng quay đầu nhá. Rồi đẹp chưa. Em lấy 60.000 mã số 30. 60.000 mã số 30. Cọc tay bao đỉnh luôn. 997 cho cô Lệ Trung Đường. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Rồi 70.000 mã số 23. 60.000 này, 70.000. Polo xịn luôn này. Con nhà các chị có cân nặng tầm từ 25-27 cân. Rất đẹp. Dưới này dưới 27 cân, dưới 27 cân nhá. Rồi em lấy 70.000 mã là 990. Quá đẹp luôn. Levi này, Levi các bé dưới 12 tuổi, dưới 12 cân. Levi xịn luôn nhá. 12 cân quay đầu dưới 12 cân nhá. 990 cho 70.000 mã là 977. 70.000 mã 977. Bé nhà chị dưới 1 tuổi này. Rồi con này tầm 78 cân. 78 cân, 78 cân nhá. Rồi, dưới 1 tuổi lấy 60.000 thôi, mã số 53, chất bao đẹp. Tiếp theo này, con này nó chỉ có cân nặng dưới 12 cân này, xinh dã man. Còn nguyên mạc nhá. 12 cân quay đầu dưới 12 cân nhá. Em này em lấy 70.000 thôi, mã là 931. Size nhỏ, size to thì báo lên nhá, để em lên cho. Size to đi em. Ôi, xinh quá này. Polo rất rộng đen. Kẻ xịn luôn. Có thể chung đường hoặc cao sớm một chút tiếp ạ. Không, không cần cọc đâu. Rồi, bé nhà chị có cân nặng tầm 19-21 cân nhá. Polo, polo 19-21 cân nhá. Em này 70.000 còn mạc luôn, mã số 4 này. Có một em áo phông nhá. Trời ơi. Phông của Red Warren size 12 cân quay đầu. Lấy 60 nhá, siêu đẹp. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. 60.000, mã là 745. 60.000 mã 745. Tiếp theo này, một tuổi quay đầu, không đẹp không lấy tiền nhá. Một tuổi quay đầu, dưới một tuổi nhá. Dưới một tuổi này, tầm 8 cân, 7-8 cân. Rồi, dưới một tuổi nhá. Ôi, xinh quá. Em này em lấy mọi người mức giá 60.000 đi. Mã là 854 này, quá xinh. Size này một tuổi quay đầu tiếp này, xinh quá. Tầm 10 cân quay đầu, dưới 10 cân này. Em này 70.000 nhá. Mã số là 693, rất xinh. Em có một em này, nó là một em áo váy của các con nhá. Đục lỗ luôn. Con này các chị có cân nặng size tầm từ 28 đến 31 cân, dưới 31 cân nhá. 28 đến 32 cân các con. 28 32 cân nhá. Váy này 70.000, mã là 896 này. Váy cộc tay đấy. Ôi bánh bèo chưa? Không có sơ mi trắng bé trai đâu chị ơi. Bánh bèo chưa? Bánh bèo chưa? Xinh chưa? Con này các chị có cân nặng 17 19 cân, siêu đẹp. 17 19 cân, dưới 19 cân nhá. 70.000, mã là 953. 70k mã 953 cho em này. Chất đẹp chưa, còn nguyên mạc luôn. Con này các chị có cân nặng size tầm 15-16 cân nhá. 4 tuổi 15-16 cân, dưới 16 cân nhá. 70.000, mã số là 630. Em này là một em size S của người lớn nhá. Ui, các chị 40-48 cân nhá. 9 hạt trai này. Củ ngọc này. Rồi, của người lớn nhá. Em lấy mọi người mức giá 80.000 size S của người lớn ạ. 80.000 mã là 602. 80.000 mã 602. Lên cho mọi người em của BSK size S người lớn này, 40-45 cân các con này. Hàng xịn đấy. 40-45 cân, dưới 45 cân nhá. Em lấy 70 thôi, chất mát lắm. Mã là 537. 70.000 mã là 537 cho em nhá. Cái hàng này trên trên cái này size nhỏ. Ôi,
hai em này em combo cho mọi người nhá. Hai em này chỉ các con có cân nặng size tầm 6 tháng tuổi quay đầu nhá. 6 tháng tuổi quay đầu nó nhỏ lắm. 37 chị Trang Trang. Đây, ba con này đi. 6 tháng tuổi quay đầu nhá. Ba em này lấy mọi người mức giá là 101 ba em nhá. Rất là đẹp luôn. Bán lỗ đấy. 101 ba em nhá. Mã số em này là 993. Dưới 6 tháng tuổi này. Ba em luôn cho vào túi nhá. Tiếp theo này. Để nguyên móc thôi. Bé nhà chị ào 15 16 cân nhá. Polo xịn chưa? Lấy 60.000 thôi. 15 16 cân dưới 16 cân nhá. Em lấy 60.000 thôi, mã số 50. 60.000 mã số 50 của Polo xịn đấy. Tiếp theo này, bán lỗ đấy. 15 16 cân tiếp này, con này lấy hai con luôn đi, chất đẹp rồi. 15 16 cân dưới 16 cân của Polo tiếp này. 60.000 mã là 922. Tiếp theo em lên cho mọi em váy của các con nhá. Váy này size 130, chất mát như điện đàn luôn. Size 130 nhá. Con này nó chỉ có cân nặng tầm 23 đến 26 cân dưới 26 cân nhá. 70.000 mã là 704. Chị Thúy Mùi. 70.000 mã là 704 nha. Hôm nay để phát một vài phát phông chứ bình thường là không có phông. Nhanh lên nhá, em chỉ còn có một rưỡi này với một rưỡi này thôi. Bởi vì like nhanh lắm. Like ẻo bắt là không. Con polo này còn nguyên mạc luôn này. Chất không đẹp không phải tiền. Phương Miên. Bé nhà chị có cân nặng size tầm 19-20 cân nhá. 60.000 mã là 922. Còn nguyên mạc thì không lấy thì lấy cái gì nữa. Còn nguyên mạc tiếp này. Size này các bé có cân nặng size tầm 18-19 cân. 18-19 cân dưới 19 cân nhá. Em này 70.000 mã là 708. Vừa là mọi người lấy đi. Thật sự với mọi người luôn. Em nói thật đấy. Cái lô này á, gần như mua hàng new cho con thì vật chất Mỹ rất là đẹp luôn. Con này chỉ có cân nặng tầm 23-26 cân dưới 26 cân nhá. Dưới 26 cân này 70.000 thôi, mã là 865. Chất bao đỉnh luôn, cọc tay này. Bé nhà các chị có cân nặng dưới 13 cân nhá. 10-13 cân dưới 13 cân này. Em này 70.000 mã số em đây là 42. 70k mã số 42 cho em. Em này một em áo của HM đây, người lớn có bán 120 luôn. 40-48 cân nhá, trẻ con người lớn đều ok. 40-48 cân. 42 chị An Nhiên. Rồi em này em lấy mọi 70.000 thôi, mã là 850. Đây, em này dưới 11 cân này, chắc đẹp chưa? Có cái ô tô ở đây luôn nhá, rất xinh. 11 cân quay đầu dưới 11 cân nhá. 60.000 thôi. Mã số em này là 911. Nó không chị Thảo Nguyễn. Trời ơi, con váy xinh mất người luôn, chất mát lắm. Ôi, con nhà các chị có cân nặng size tầm 8 tuổi. Bé nhà các chị có cân nặng tầm từ 22 đến 23 đến 26 cân dưới 26 cân nhá. Đây này. Có hai lớp ấy. 23 25 cân dưới 25 cân nhá. Rồi, em lấy 80.000 mã là 819 này. 80.000 mã 819 nha, dưới 25 cân nhá. 81. Ui, sửa mã 819 cho chị. Ôi, con này đẹp thế này, đục lỗ hết của các con này. Ôi, con này các chị có cân nặng size tầm từ 27 30 cân dưới 30 cân nhá. 70.000 mã là 549 này. Con áo polo mà là được đẹp quá này. Polo size to nhé, lấy một người 70.000 thôi. Coi nhà chị có cân nặng tầm từ 23-26 cân nhé. Xịn ơi, xịn mới cứng luôn. 23-26 cân dưới 26 cân nhé. Rồi, 70.000 mã là 937. 70.000 mã 937 cho em nhé. Rồi, coi nhà chị 19-21 cân này. 19-21 cân dưới 21 cân nhé. Em lấy 60.000 thôi, mã là 934. Lên nhanh. 937. 12 cân quay đầu. 12 cân quay đầu dưới 12 cân nhé. Em này là 70.000 thôi, mã là 696. 70k mã 696 nhá. Chất bao đẹp luôn. Bé nhà chị 15 16 cân. 16 cân quay đầu dưới 16 cân nhá. 70.000 mã là 661. Đẹp đấy. Em này là của Zara Kids nhá, size tầm 27 30 cân. Chất mát lắm. 27 30 cân của các bé gái, dưới 30 cân nhá, dưới 30 cân này. Em này em lấy mọi người 70.000 mã là 987. 70k mã 987. Mấy em áo phông Mỹ các con nhá. Phong Mỹ này, nhưng phong Mỹ này nó xịn thôi, nó không phải là hàng kia đâu, chất mát lắm. Thôi. Thôi, con nhà các chị có cân nặng size tầm 18-19 cân, dưới 19 cân nhá. Em này ạ, 18-19 cân, em này em lấy mọi người mức giá của nó 60.000 mã số 46 này, chất đẹp lắm. Một em của Zara Girl, siêu đẹp luôn. Trời ơi này. Trời ơi, con này có 70.000 thôi.
Con nhà các chị có cân nặng tầm từ 24, 26 cân, dưới 26 cân nhá. Rồi 70.000, mã là 957 này, Zalando này. 70.000 mã 957, lên cho mọi người em Zalando tiếp. Zalando này, size 17, 19 cân nhá, chất xô siêu mát ạ. 17, 19 cân, dưới 19 cân nhá. 70.000, mã là 960, Zalando này. Ôi xinh chưa này, hai cổ hai ben nhất người lớn luôn. Con này chị có cân nặng tầm 22 đến 25 cân nhá. Cổ hai lớp này, thấy chưa? 22 đến 25 cân, dưới 25 cân nhá. Bé gái ạ. Rồi 70.000 mã là 996, chất thô siêu mát. 70k mã là 996 nhá. Tiếp theo em này ạ, váy tiếp này. Không thể nào đẹp hơn được luôn. Hai lớp. 23 25 cân nhá mọi người. Không đẹp không lấy tiền. Bình cơm này. 996 chị Nguyễn Huy Linh. 23 đến 25 cân nhá, 70.000 mã số 900. Váy đấy không lấy rồi luôn á. Rồi một em váy áo baby doll của các con nhá. Bé à, chị áo cân nặng tầm từ 21 23 cân, dưới 23 cân nhá. Rồi 70.000 mã là 8869. 70k mã 869 cho em nhé. Rồi, với em sơ đi. Chị Thúy Lành 14 15 cân, dưới 15 cân các con nhá. Em này 70.000 mã số 2. 70.000 mã số 2 cho em. Áo phông của Champion. 22 25 cân của Champion nhá. Rồi lấy 60 thôi. 22 25 cân nhá. 60.000 mã số 75. Puma tiếp này. Đẹp chưa? Puma các con nhá. Con này bị xước sợi xíu. Số 2 cho chị Thúy Mùi. Rồi, nó bị xước một vài sợi đây này. Đây, mã tặng nhá, mã số 24 này. Quên mất không báo sai rồi. 75 cho chị Tươi Đình. Cái này một xước một hai sợi nhá, tặng cho mọi người này. 14 15 cân mã số 2 tặng này. Không có phiếu gì. Cứ chót đi thôi. Không, có mã 2 vừa nãy luôn. Mã số 21, mã số 21 cho em, nó trùng mã này. 21 cho em này. Con nhà các chị, ui, lấy 50 thôi nhá. 6 tháng tuổi quay đầu này. Màu mát thế này. Rồi, tầm mà 8 cân quay đầu nhá. 21 cho 50.000 mã số 113. 50.000 mã 113 cho em này. Rồi, con nhà các chị 17, 19 cân nhá. Còn tem 17, 19 cân nhá. 70.000 mã là 117. Xinh chưa? Sơ mi trắng của bé gái nhá. Trời ơi, dĩ. Dã man ạ, 25 đến 30 cân, siêu đẹp luôn. 25 đến 30 cân, dưới 30 cân nhá. 70.000 mã số 500. Bèo. 70k mã số 500. Ôi, em này váy của các con nhá, xinh lắm. Váy này mọi người sắn lên thì đúng rồi, ôi, đính hai lết đây này. 19 20 cân, dưới 20 cân nhá. 70.000, mã số là 525, váy trắng nhá. Em này Zara size 164, 40, 45 cân nhá. Đẹp chưa? Lấy 70.000 thôi. 40, 45 cân, dưới 45 cân nhá. 525 cho chị Hà Thu. 70.000 mã là 530, chất mát và đẹp cực kỳ luôn. 70k mã là 530 cho em nhá. Con nhà các chị có cân nặng size tầm 34, 38 cân. 500 cho chị Huê Phạ. 34, 38 cân, dưới 38 cân nhá. Rồi, Zara này 70.000, mã là 583, 70, 70. Zara tiếp này, con con đẹp này. Size 140 nhá, chất mát cực kỳ luôn. Size 140. Size 140 nhá. Con này các chị có cân nặng 27 30 cân, em cam kết mát, đẹp, mới. Dưới 30 cân nhá, 70.000 mã là 545. Gần như mọi người được mua hàng new luôn ấy, nó còn tem nhiều lắm. Rồi, ui con này đẹp thôi rồi luôn này. Bé nhà chị 27 30 cân tiếp này. Ui xinh thế. 27 30 cân, dưới 30 cân này. Em này em lấy một người 70.000 thôi, mã là 624 này, sơ mi trắng mọi người tranh thủ lên, con mát đẹp thôi. Bánh bèo này, xinh tối rồi luôn này. Vai bồng nhá. Họa tiết này. Người nhìn nào. Tay chưa có áo phông đây ạ. Ôi. Rồi 21 đến 23 cân nhá. Đẹp thế. 21 đến 23 cân, dưới 23 cân nhá. 70.000 mã là 503. Siêu đẹp. Có hai con này bé nhà các chị size tầm 3 đến 6 tháng này. Không đến 3 tháng, dưới 6 tháng nhá. Xinh chưa. Ôi có một con. Con ong hôm trước chị để lại cho anh giật lá xong. 503 cho chị Nguyễn Lan Anh. Hai con này dưới 6 tháng nhá. Sơ sinh newborn ấy. Em lấy mọi người với giá 60.000 hai con nhá. Mã số là 36 này. Mang đi tặng đẹp luôn á. Em này ạ, size 110 của kit nhá. Mới cứng luôn, váy đấy ạ. Size 110, nguyên tang 17, 19 cân, dưới 19 cân nhá. 70.000, mã là 789 này. 70k mã 789 cho em này. Em này là em của áo Zara nhá, size 152.
38 cân quay đầu cho em này. Size 152 nhá. 38 cân quay đầu dưới 38 cân, chất đẹp chưa? Em này 70.000 Zara nhá, mã là 877. Mọi người vẻ không thích áo trắng nhỉ, xong chuyển sang áo khác. Con này chị ôi kẻ đẹp chưa? Dưới 11 cân này, 11 cân nhá. Chất bao đẹp luôn. 11 cân quay đầu dưới 11 cân nhá. Em này 70.000 mã số 29. Quá đẹp luôn. Đây nữa này, 12 cân quay đầu nhá. 12 cân quay đầu dưới 12 cân, dưới 12 cân này, 70.000 thôi. Mã số em này là 74. Chất đẹp chưa? Chất jean của nó quá đỉnh luôn. Đúng rồi. Màu cam nhá. Em này ạ, Castor còn nguyên mạc này. Còn hàng tem mạc của Mỹ đấy. 17 19 cân, dưới 19 cân, dưới 19 cân nhá. Em này ạ, 70.000 mã là 684. 70k mã 684 này. Áo sơ mi trắng lanh của các con gái nhá. Con nhà chị có cân nặng 22 24 cân, mặc đi học rất mát. 22 24 cân nhá. Rồi em này 70.000 thôi. Chỗ này là theo hết này. Mã số là 827, màu trắng đấy. Tiếp theo polo Lauren, con này mà mọi người không lấy cho con nữa thì tiếc quá. Chỉ sợ không vừa thôi, vì chất nó mát và đẹp thôi rồi luôn. Chất nó đẹp lắm luôn ý. Đấy. 827 chị Hoàng Ngọc ạ. Con nhà chị có cân nặng tầm từ 30 đến 32 cân, dưới 32 cân nhá. 70.000 mã là 952. Quá xịn. Tiếp theo con này tư chị Nguyễn Hương. Còn tem mạc này, 9 tháng tuổi quay đầu. Dưới 9 tháng tuổi nhá, dưới 9 tháng tuổi này. Rồi, tầm 6-7 cân. Em này em với mọi người mức giá của nó là 50.000 thôi, mã là 731. Thầy mới cho sao tin thông tin vậy ạ? Ôi, của người lớn rồi lắm ra đây nè. Người lớn lên bán 120 nha, size S cho em nhá. Trẻ con vào đây lấy mọi người 70.000 nó bằng giá luôn. Size S cho em nhá, size S nhá. 70.000 mã là 768 này. Các chị lấy luôn đi, hôm qua săn không được, cái này vào săn. Con này em váy của con size tầm từ 17-18 cân. Tôi thề đẹp vãi trưởng luôn này, mà mát lắm. 17-18 cân nhá. Em này 70.000 thôi. Mã số em này là mã số 704 này. Ôi, Zara à, ui, con áo gáp này à. Mặc lên nó biết nhà con nhà có điều kiện luôn. Rồi, gáp này bé nhà chèo 7-8 tuổi nhá. 22-25 cân, siêu đẹp. 22-25 cân, dưới 25 cân nhá. Dưới 25 cân này. 70.000 mã 604. 70k mã 604 ạ. Một em váy 2 dây các con nhá, chỉnh dây thoải mái luôn. Chất đũi cho em nhá. Đục lỗ này. Rồi, bé nhà các chị có cân nặng tầm từ 24 đến 26 cân nhá. Dây chỉnh thoải mái cho em nhá. Rồi em lấy 70.000 mã là 739 này. Ôi con phong đẹp chưa? Polo xịn chưa? 15-16 cân, dưới 16 cân nhá. 60.000 mã là 672 này. 60k mã 672. Nhanh khẩn trương, đẹp quá. Rồi, em này có một em 9 tháng tuổi quay đầu nhá, của Ralph Lauren xịn luôn. 9 tháng tuổi quay đầu, 9 tháng tuổi quay đầu nhá. Em lấy mọi người 50 thôi. Mã số là 666. 672 chị Lê Huệ. Con này bé nha các chị, dưới 9 tháng tuổi này. Ui con body suit này đẹp quá. Con body suit này lấy 60.000 nhá. Chất gọi là đỉnh luôn. Nhà toàn nhà có điều kiện mua cho con toàn cái xịn này. Dưới 9 tháng tuổi nhá. Rồi 60.000 đi. Mã là 884. Đẹp long lanh bạch tuyết ra. Ôi chất mới cứng luôn. Có thể luôn ý. Chất của Việt Nam mình không bao giờ có. Không bao giờ có chất body suit mà đẹp cỡ này luôn ý. Có thì nó cũng phải đắt hết ra. 60.000 mã là 884. Chỉ hàng nhập khẩu thôi. Còn hàng Việt Nam mình không có. Chắc chắn luôn. Hàng nhập khẩu thôi. Ralph Lauren này, con giá trị dưới 12 cân này. Ralph Lauren nhá, 2 tuổi quay đầu. Dưới 12 cân nhá, đỉnh chưa? Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Em lấy mọi người 70.000 mã số là 83. Chị Tiểu Linh. Áo của HM nhá, đẹp thôi rồi luôn. Bé là chị có cân nặng size tầm 30-33 cân của HM. Chất mát chưa? 30-33 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 mã số 45. Và chị Hiền Minh. Em này ạ, size S của người lớn này. Hôm qua em bán vừa bán 120 xong. Rồi lấy 70.000 nốt nhá. Chapit. Bọn này nó cũng là thương hiệu cũng khá là nổi tiếng đấy. Size 40 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Rồi 70.000 của người lớn crop top đấy. Đang hot này. Mã số là 769 này. Ui này. Đây là mấy em váy ngủ các con. Ui xinh thế. Trời ơi bé. 769 cho chị Nguyễn Lan đây. Em này của Zara nhá. 24 cho đến 26 cân này, chính hãng.
Mát lắm. 24 đến 26 cân, dưới 26 cân nhá. 70.000 của Zara này. Mã số em này là mã số 703. 703 nhá. Chất mát như thạch như này mà là của trẻ con siêu đẹp này. Vai bầu nhá, con nhà bà nào mà điệu đà bỏ qua có thể tiếc luôn. Con nhà chỉ có cân nặng tầm từ 22 đến 25 cân. Không đẹp không lấy tiền. 703 chị Nguyễn Thủy. Em này 70.000 mã là 167 này. Vai vuông nhá. 70.000 mã 167. Tommy 2 size 7 tuổi nhá. 22 đến 24 cân này, tôm mì. 22 đến 24 cân, dưới 24 cân nhá. Rồi em này em lấy 70.000, đẹp chưa? Mã là 653. Quá đẹp luôn, HM. 167 chị Nguyễn Lan Anh. 32 trên 36 cân, dưới 36 cân nhá. Rồi em này size to nhá, rồi lấy 70.000 đi, mã là 685. 70k mã 685, chất đẹp thôi rồi. Tôm mì. 653 chị Hoa Minh. Tôm mì màu đẹp chưa? Phối màu quá đỉnh luôn. Hàng xịn nhá. Em này con này các chị size tầm từ 30 đến 35 cân. Dưới 35 cân, dưới 35 cân nhá. 70.000 thôi. Mã số là 681 này. 685 cho chị Hải Hà. Đẹp thôi rồi, tôm mì tiếp này. Con này các chị có cân nặng size 40 45 cân. Trời ơi, xịn chưa? 40 45 cân, dưới 45 cân nhá. Em này em lấy mọi người 70 luôn, mã số 78 này. Tôm mì đấy. Baby gác này. Mời đợi em một chút nhá, con này. Em chưa đóng cúc rồi. 681 cho chị Nguyễn Hằng. Em này em chưa đóng cúc rồi. Con này các chị có cân nặng size tầm từ 35-38 cân nhá. Rồi em lấy mọi người 70.000 mã số 2. 78 chị Lê Huệ. Số 2 chưa mát này. Em lên chụp rồi mà em áo của polo của con này. Con này các chị có cân nặng size tầm bé nhà chị các chị polo này lấy 60.000 nhá. Phong này. Con các chị 30 cho đến 33 cân. 60.000 thôi. Mã số em này là mã số 100. 100 không mát này. Con này là một em của Polo Rapparel á. Chỗ này chưa, toàn chưa được đóng mát. Còn nguyên mạc nhá, size 5 tuổi này. 17-19 cân nhá. Xinh quá này. 100 chị Hiền Thu. Chưa đóng cúc nhá mọi người nhá. 17-19 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000. Mã số là 102 này. Đẹp chưa? Kẻ này mới là kẻ chứ. Mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Để ý xem nhìn rõ. Chị nhìn thấy hơi lướt lướt hình ấy. Ôi con nhà các chị có cân nặng size tầm từ 24 đến 27 cân này. Màu trắng nhá, chất polo. Chị Đỗ Thị Hiếu. Chất polo nhá, màu trắng ạ. 24 cho đến 24 đến 27 cân ạ. Em này 60.000 thôi. Mã là 586 này. Mọi người nhìn rõ không? Nhìn rõ không, mọi người, nhìn rõ họa tiết không? 17 18 cân này, đẹp chưa? 17 18 cân. Chị Quỳnh Anh Pha. Dưới 18 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá của 70.000 thôi, mã là 919 này. 70.000 mã 919 này. Con này 9 tháng tuổi quay đầu nhá. Rồi, 9 tháng tuổi quay đầu. 9 tháng tuổi quay đầu lấy 50 thôi, đẹp chưa? 50.000 thôi, 9 tháng tuổi quay đầu 50.000 mã là 8983. Nó hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ. Mọi người có nhìn rõ không? Để em 919 cho chị Hiền Nguyễn. Xử lý M hả? Người M, người rõ. 983 cho chị Hằng Nguyễn. Để gần vào nhá. Em sẽ để lát sát sát này nhá, cho mọi người nhìn họa tiết này. Bởi vì toàn cọc tay thôi. Nó hơi mờ hình ấy. Rồi em này ạ. Bé nhã chị có cân nặng sai à? 11 cân, quay đầu dưới 11 cân nhá. Em này 70.000, mã là 918 này. Đợt này thỉnh thoảng mạng nó hơi đơ đơ ấy. Tôm mì này mọi người ơi, chất đẹp quá. Tôm mì size này 14, 15, 16 cân nhá. Tôm mì này. Đấy, mạng này đơ đơ rồi. Nhìn này. Thôi cứ like một tí nữa nhá, xem có đỡ hơn không. Có sơ mi con gái ạ. 15-16 cân nhá. Em này 70.000 này, mã là 836 này. Đẹp chưa, tôm mì ạ. 70.000 mã 836 nhá. Em để gần cho nó mọi người nhìn họa tiết cho dễ. Đợt này Đài Loan Trung Quốc lên riêng là mình cũng bị ảnh hưởng luôn. 836 chị Hương Lan Lê. 10-11 cân nhá. Hàng của Mỹ này. 10-11 cân, dưới 11 cân nhá. Em này lấy một cái 60.000 thôi, mã số 86 này. 60k mã số 86 cho em này.
Ui con này đẹp thế. 10 12 cân nhá. Chắc đẹp thôi rồi luôn, mới đấy. 10 12 cân dưới 12 cân nhá. Em lấy mọi người 70.000 bán là 933 dưới 12 cân này. 70.000 bán là 933. Mới cứng luôn mọi người ạ. Con này các chị có cân nặng 22 đến 20 22 đến 25 cân này, đẹp chưa? Mới lắm. 22 đến 25 cân dưới 25 cân nhá. Em này 70.000 bán là 895. 70k mã 895 đây. Con này em định cho nhà anh ấy nhưng mà mỗi tội là quên mất không mang à. Thôi để riêng nha, đừng treo lên nữa. Ui, bé trai nhà em cũng con như này mặc đẹp trai vãi trưởng luôn. 895 cho chị Hai Ngọc. À, màu này tôn mấy phần chân kính luôn. 12 cân quay đầu dưới 12 cân nhá. 70.000 mã số 4 này. Siêu đẹp luôn. 70k mã số 4 cho em nhé. Size này các con dưới 10 cân này, 10 cân quay đầu này. Dưới 10 cân nhá, em lấy 60.000 thôi. Mã số là 63, 60.000 thôi. Chị Hiền Minh. Mã số 63. Màu này cũng đẹp luôn, còn mạc nhá. Dưới 1 tuổi này. 1 tuổi quay đầu tầm 8 cân quay đầu nhá. Tầm 7 8 cân. Tầm 6 đến 8 cân nhá. Rồi 50.000 thôi, mã là 612, dưới 1 tuổi. Em này con giá trị Baby Gap này, chất mát lắm, nó là đũi xịn nhá. 12 cân quay đầu, Baby Gap nhá. 12 cân quay đầu dưới 12 cân, đũi xịn luôn. 70.000, mã là 920, đũi xịn luôn đấy. Con này à, size 18 tháng tuổi quay đầu này, 10 cân này. Thằng ơi xinh quá. 18 tháng tuổi quay đầu 10 cân nhá. Em này lấy 60.000 thôi, mã là 813. Màu này đẹp thế nhỉ. Bé nhà chị ở 15-16 cân nhá. Đỉnh luôn. 15-16 cân dưới 16 cân nhá. Lấy 70.000 thôi, mã là 892. 70k mã là 892 cho em nhá. Ôi 14-15 cân bao đẹp. 14-15 cân dưới 15 cân nhá. Chất đẹp lắm. 14-15 cân này, 70.000 mã là 846. 892 chị Hiền Thu. 70.000 mã 846 cho em nhá. Ôi con này các chị size 3 tuổi này. Rồi 14-15 cân. Tôi 13-14 cân đi cho thoải mái. 13-14 cân dưới 14 cân nhá. Em lấy 60.000 mã là 917 này. Ôi con nhà các chị có cân nặng tầm 9 cân này. 846 chị Thảo. Dưới 9 cân, dưới 9 cân nhá. 60.000 thôi, mã là 783. 60.000 của polo này xịn chưa. Đây phong này rất là đẹp luôn nhá. Con nhà các chị có cân nặng size polo rất là đen này. Bé chị có cân nặng size tầm 20 đến 20, 23 cân. Dưới 23 cân nhá. Rồi lấy 60.000 mã số 47 này, đẹp chưa? Polo. 60k mã số 47 cho em này. Rồi Lucati còn nguyên mạc luôn này. Con này các chị có cân nặng size tầm 19 21 cân này. 19 21 cân dưới 21 cân nhá. Đẹp quá. 47 chị Nguyễn Thị. 70.000 mã số 40. 70k mã số 40 cho em nhá. Tiếp tục là Ralph Lauren size 17 19 cân này. Ralph Lauren nhá. 17 19 cân. Dưới 19 cân, dưới 19 cân nhá. 70.000 thôi, mã là 659. 70k mã 659 cho em này, xinh. Rồi, em này ạ, à, bé nha các chị có cân nặng size tầm 13 14 cân xinh quá. 13 14 cân dưới 14 cân nhá. 70.000 này, mã số là 903 này. Quá đẹp luôn. Ui, kẻ này đẹp chưa? Tommy nhá. Size 18 tháng tuổi quay đầu tầm 10 cân này. 18 tháng tuổi nhá. Rồi lấy 60 Tommy đẹp quá. 60.000 thôi mọi người ơi, mã số 93. Quá đẹp luôn. Con Tommy đấy đáng săn. Em này là Champion. Con này các chị có cân nặng tầm 19 20 cân, dưới 20 cân nhá. Dưới 20 cân của Champion này. Em này chất mát lắm. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 70.000, mã là 898. 70.000 cho em này. Chất bao đẹp các bà ơi, 17 19 cân ạ. Kẻ này mặc lên đẹp trai cực. 17 19 cân dưới 19 cân nhá. 70.000 mã là 933. 70k mã 933. Vẫn hơi lướt hình nhưng mà vẫn là gọi là rõ. Rồi, 24 đến 26 27 cân nhá. Đẹp chưa? 24 đến 27 cân dưới 27 cân này. Em này em lấy mọi người 70.000 thôi, mã là 635 này. 933 cho chị gấu mẹ. 70.000 mã 635 cho em này. Rồi, con này các chị 1 tuổi quay đầu nhá, em lấy 50 thôi. Kẻ đẹp nhỉ? 1 tuổi quay đầu, 1 tuổi quay đầu nhá. Dưới 1 tuổi này, dưới 12 tháng ấy, tầm 7 8 cân. Em này ạ, 50 đi, mã là 942 đi. Xinh quá. Hai này con đấy, con này dài tay hơn này. Con này 10 cân quay đầu nhá, dưới 10 cân này. Tôi cũng lấy 50 đi, mã là 834 này. Hai con này, con cộc tay và con dài tay rất đẹp. Size to hơn tí thôi. 50.000 mã là 834 này.
Ôi đẹp chưa? Con nhà chị à 17 19 cân nhá, bao đỉnh luôn. 17 19 cân này. Vẫn nhìn rõ. 17 19 cân, dưới 19 cân nhá. Đẹp chưa? 70.000 thôi này. Mã là 904. 70k mã 904 cho em này. Chất đẹp thế. Tiếp tục. Bé nhà các chị 18 tháng quay đầu này, dưới tầm 11 cân quay đầu nhá. Chị Linh Tư, chị Lê Huệ. Dưới 11 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 thôi. Mã số là 774. Tiếp tục nhá. Em này Lucati hàng xuất khẩu của Việt Nam mình đây này. 15-16 cân. 15-16 cân nhá. Xịn luôn. Chị Trang, 15-16 cân nhá. Em này lấy 70.000 thôi. Mã là 882 này. Quá đẹp luôn. Một em sơ mi trắng này. Có 32 cân này ạ. Chất mát như thạch luôn. Rồi con nhà các chị có cân nặng 30-35 cân. Dưới 35 cân của bé gái nhá. Em này 70.000 thôi. Mã là 526 này. 70k mã là 526 cho em này. Bé gái nhá. Size này các con có ủi, theo luôn. Con nhà các chị có 23-26 cân. Xinh quá này. Theo nhá. 23-26 cân, dưới 26 cân nhá. Em này 70.000 thôi. Mã là 516 này. Chất đẹp thôi rồi luôn. 70k mã 516 cho em này. Mát lắm. Áo của Zara Girl nhá. Không xinh không lấy tiền. Chất cực kỳ xịn luôn. Hàng nguyên tem này. Con nhà các chị có cân nặng size tầm 25-28 cân nhá. Zara Girl 25-28 cân, dưới 28 cân nhá. Để gần cho mọi người xem này. Sao mạng đợt này cứ như là 25-28 cân, dưới 28 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 thôi. Zara này mã là 612 này. 612 nhá. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người xinh chưa? Kẻ này siêu mát luôn mọi người ạ. Con nhà các chị có cân nặng size 13-15 cân. 15 cân quay đầu, dưới 15 cân nhá. 70.000 thôi. Mã là 965 này. Quá đỉnh luôn mọi người ạ. 70.000 mã 965 cho em nhé. Màu này đẹp chưa? 9 tháng tuổi quay đầu. 36 tháng tuổi này. Đây, hai con này 65 chị Hiền Thu. Con này dưới 6 tháng tuổi này, con này dưới 9 tháng tuổi nhá. Tầm hai con này em lấy mọi người 60.000 thôi. Tầm dưới 6 tháng tuổi là đẹp nhá. Dưới 6 tháng tuổi là đẹp cho em này. Tầm 5-6 cân. Em này hai này 60.000 nhá. Mã số là 626 này. Hai em này 60.000, mã là 626 cho em dưới 6 tháng tuổi. Rất đẹp luôn. Con này bé nhá, các chị có cân nặng size tầm 10, bé gái nhá, 13, 14, 15 cân. 15 cân quay đầu. 26 chị Trần Hiền. Dưới 15 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000, mã là 737 này. 70k mã 737 cho em này. Em này 11, 12 cân quay đầu nhá. Màu đẹp chưa? Dưới 12 cân nhá. Em này ạ, 70.000, mã là 680. 70k mã 680 cho em này. Dưới 12 cân tiếp này, màu này mặc lên bao đẹp luôn. Dưới 12 cân nhá. 70.000, mã là 845. 70k mã 845 cho em này. Con này đã chị size 6 tháng đây. Không có nào 6 tháng. 12 cân quay đầu mọi người ơi. Size là 2 tuổi quay đầu này. 12 cân quay đầu, dưới 12 cân nhá, xinh chưa? 70.000 mã là 665. 70k mã 665 cho em này. Ui đẹp thế này. Size này con này các chị có cân nặng size 16 17 cân nhá. Đẹp mới luôn. 16 17 cân, dưới 17 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của 70.000, mã là 823 này. Chất bao đỉnh luôn. 70k mã là 823 cho em nhá. Còn nguyên mạc dưới 18 tháng. Đây này, hai con này ạ. Hai con kẻ này đều xinh nhá. Dưới 18 tháng nhá. Hai em này nhá, vừa bán vừa tặng mọi người, lấy mọi người mức giá của nó là 100.000 hai em nhá. 100.000 hai em, mã số là 778 cho em này. Dưới 12 cân. Hai em này 100.000 mã 778 này. Tiếp theo nhá. Con này các chị có cân nặng size tầm từ 15 16 cân này, đẹp chưa? 15 16 cân, dưới 16 cân nhá. Em này 70.000 mã là 941. Bé nhà các chị có cân nặng tầm 13 14 cân này. Chất đẹp 18, quá. 18 cho chị Trang. 13 14 cân, dưới 14 cân nhá. Em lấy 70.000 thôi, mã là 699. 70k mã là 699 cho em này.
Tôm mì xịn chưa? Tôm mì bé nhà chị là 14-15 cân nhá. Tôm mì xịn chưa? 14-15 cân, kẻ đẹp lắm. 14-15 cân, dưới 15 cân nhá. Em này à, 70.000, má là 746. 70.000, má là 746 cho em này. Ôi con này các chị, ui này, kẻ đẹp thế. Size 6 tuổi nhá. 19-22 cân. 19-22 cân, dưới 22 cân nhá. Em này 70.000 thôi, má là 826 này. 746 chị Oanh Nguyễn. 11 tuổi quay đầu đấy. Đây, em có hai con này 9 tháng tuổi quay đầu và 1 tuổi quay đầu. Con này hơi nhỏ. Hơi lệch form. 826 chị Hải Hà. Con này các chị có cân nặng size 12 cân quay đầu nhá. Đẹp chưa? 10-12 cân này. Em này em lấy mọi người 60.000 đi. Má là 825 xinh lắm. Tôm mì tiếp này. Tôm mì này con này các chị có cân nặng tầm 14-15. Tôm mì nhá. 14-15 cân họa tiết đây. 14-15 cân, dưới 15 cân nhá. 70.000 thôi, mã là 648 này. 70k mã 648 cho em này. Xinh ơi xinh. Bé gái, bé trai đều xinh nhá. Size này là 13-14 cân này. Này, kẻ đây. 13-14 cân, dưới 14 cân nhá. Em này em lấy mọi người 60.000, mã là 692. Con tôm mì coi kia quá đẹp luôn. Caster 17-19 cân này. Họa tiết kẻ không thể đỉnh hơn. 648. 17-19 cân, dưới 19 cân nhá. Em này 70.000, mã số 600. 70.000 mã số 600. Ôi còn mạc nhá mọi người, kẻ xinh chưa? Rồi, 15-16 cân. 692 chị Lê là. Dưới 16 cân, dưới 16 cân nhá. 70.000 thôi, mã là 849 này. 70.000 mã 849 cho em này. Em này ạ, à, bé nhà các chị. Bé gái nhà các chị có cân nặng tầm 40 cho đến 43 cân rồi các con nhá. Dưới 43 cân các bé. 40 không được. 37-40 cân các con, dưới 40 cân các bé gái nhá. 70.000, mã là 926. 70.000, dưới 40 cân. Em này là một em áo polo của người lớn à. Rất là đẹp, size S các chị nhá. Con polo này đỉnh luôn. Con polo này đỉnh được chóp luôn. Đẹp chưa? Em lấy mọi người 70.000 của người lớn nhá. 40-48 cân người lớn. 926 chị Thế Tùng bất động sản HP. 40-48 cân nhá. Em này em lấy 70.000, mã là 749 này. Người lớn. Đây hai con nhỏ xinh đây rồi, hai con 6 tháng tuổi này. Hai con 6 tháng tuổi này em lấy 60.000 hai em này nhá, kẻ rất đẹp luôn. 6 tháng tuổi quay đầu nhá. Hai em này em lấy mọi người 60 thôi. 6 tháng tuổi được quay đầu nhá. 60.000 mã số 76 hai em. 60.000 mã số 76 cho em ạ. Nhỏ thì em combo vào cho mọi người mặc cho sướng. Đây có hai em này nữa này. Hai em này 1 tuổi quay đầu nhá. Xinh chưa? Hai con kẻ rất xinh. 1 tuổi quay đầu nhá, hai này lấy 60.000 thôi. 60. À, 76 chị Trần Hiền. 60.000 mã là 625. Hai em này hết combo rồi. Ôi, các bà ơi đẹp quá rồi luôn nè. Rồi 15 16 cân. 15 16 cân, dưới 16 cân nhá, đẹp chưa? Rồi 70.000 mã là 755. Quá là rẻ. Mà các bà cứ nhận được xem chất nó đẹp lắm. 625 chị Thảo Nguyễn. Tôm mì này các bà không lấy tôi sẽ lấy cho con trai tôi ngay và luôn. Size dưới 12 cân. Dưới 12 cân nhá. 70.000 này. Mã số là 909 này. 70.000 mã là 909 cho em này. Con này bé nhà chị là 10-11 cân nhá. Xinh quá này. 10-11 cân nhá. Dưới 11 cân này. 50 thôi. Mã là 638 này. 50 mã là 638. Đợi xí nha. Đợi xí em chuyển xuống này nha. Nhanh tay lên nhá. Chị đang chỉ còn đống này thôi đấy. Tầm 1 tuổi này. Hai này lấy 60 nhá. Cọc tay 1 tuổi này. Xinh chưa? Cọc tay 1 tuổi nhá. Dưới 1 tuổi này 60.000 thôi. Mã số là 908 này. Hai em nhỏ vừa bán vừa tặng. Đấy. Em này Olavi xinh chưa? Bé gái bé trai đều mặc rất đẹp. Màu sáng sủa sạch sẽ này. 17-19 cân nhá. 17-19 cân. Dưới 19 cân nhá. 908 rồi, chị Thảo. 70.000 mã là 652. 70k mã 652 cho em này. Em này là một em đục lỗ của các bé gái nhá. 30-35 cân. Này áo đục lỗ này.
mát lắm. 30-35 cân, dưới 35 cân của các con nhá. Rồi em này em lấy 70 nghìn thôi, mã là 594. 70k mã là 594 cho em này. Rồi, áo Lacoste của các con này, 652 cho chị Tiểu Linh. Bằng cái nhít cũng Lacoste này. Trời ơi, còn nguyên mạc luôn như này thì Lacoste này con này các chị 10-11 cân nhá. 594 cho chị Thế Tùng Bất Động Sản HP. Dưới tầm 12 cân quay đầu nhá. Em lấy 60 nghìn mã số 100. 60 nghìn mã số 100 cho em này. Rồi, bé nhà chị dưới 12 cân này, kẻ đẹp chưa? Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Em lấy 60 nghìn thôi, mã là 739 này. Siêu đẹp luôn. Chất này chất đuối xịn luôn mọi người nhá. Bé nhà các chị có cân nặng tầm 14-15 cân, chất đuối bao xịn luôn. 14-15 cân, dưới 15 cân, dưới 15 cân, chất đuối xịn luôn nhá. Dưới 15 cân. Em lấy mọi người 60 nghìn, mã là 701 này. Xịn quá. Đây này, eo ơi, 17-19 cân, chất bao đẹp luôn. 17-19 cân chất đỉnh luôn, dưới 19 cân nhá. 70.000 mã số 64. 70.000 mã số 64. Một em váy một cho chị Oanh Nguyễn. Váy váy cốt tông của các con nhá, chất liệu mát ơi là mát luôn. Em này con nhà các chị có cân nặng size tầm 13-14 cân. 64 chị Linh Mimi. Tầm 10 maximum 15 không 13-14 cân, dưới 14 cân đi. Rồi 60.000 mã là 501, chất mát lắm. 60.000 mã 501 cho em. Em này là một em XS của người lớn rồi. Ôi, tem mặt đây em thật xịn chưa. Con này bé nha các chị ạ, cân nặng tầm từ 33 đến 37 cân. 33 đến 37 cân các con nhé, dưới 37 cân này. 60 nghìn đi, mã số là 686 này. Ui này xinh chưa. Con này các chị 30 đến 35 cân nhé. Bao đẹp luôn. 30 đến 35 cân, dưới 35 cân nhé. Em này ạ, 70 nghìn thôi, mã là 207. 70k mã 207 cho em này. Một em này là của các chị nhá. Đây này. Của người lớn nhá, hàng HM. 207 cho chị Oanh Nguyễn. HM này, HM xịn luôn nhá. Em này các chị cân nặng 55-60 cân của người lớn. Con này chất bao đỉnh luôn. Chất đẹp lắm. Các chị size L dưới 60 cân nhá. Em này lấy 70 nghìn luôn của người lớn. 686 chị Tiểu Linh. 70 nghìn mã số em này là 118 này. Quá đẹp. Chất đẹp lắm đấy. 70.000 mã 118 cho em. Ui bé gái nhà chị nào xinh chưa. Rồi 35 cho đến 118 cho chị Hoàng Minh. 35 đến 40 cân các con này. Chất đẹp chưa. 35 đến 40 cân nhá. Rồi 70.000 mã là 182. Ôi xinh chưa. Mấy con sơ mi trắng này đúng là nhức cái lách. Đây mọi người nhá, đục lỗ hết quanh áo này. Đục lỗ hết quanh áo nhá. Cúc này. Rồi con này các chị có cân nặng size tầm từ 27-30 cân nhá. Rồi em này 70.000 mã là 160. Osaki, con này mọi người mua mà 05-700 mà không phải em luôn nhá. Con này các chị có cân nặng tầm 30-34 cân nhá. Đẹp lắm. 160 chị Nguyễn Hiền. 30-34 cân nhá, Osaki này. Em này ạ, 70.000 mã là 191 này. Rất bao đẹp luôn. Một em body suit của các con nhá. Em này size 3-6 tháng rồi bé. Em xem có con nào. Mic vào cho. 191 cho chị Nguyễn Thùy Linh. Ôi, con trai nhà chị có cân nặng tầm 32-36 cân này. Em này 70.000 nhá. Mã là 969 này. Em này con nhà chị dưới 12 cân nhá. Em lấy 60 thôi. Màu kẻ vàng đẹp chưa. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. 60.000 thôi. Mã là 958. 60k mã 958. Ui chất đẹp thế. American. Còn nguyên mạc nhá. 15-16 cân. 15-16 cân, dưới 16 cân. Dưới 16 cân nhá, mới cứng luôn. Em này ạ, 70.000 mã 801. 70k mã 801 cho em này. Váy các con nhá. Váy này bé nhá, các chị có cân nặng size tầm từ 33-37 cân, dưới 37 cân nhá. Em này em lấy mọi người 60.000 thôi. Mã là 517 này. 60k mã 517 cho em này. Sơ mi trắng của con gái nhá. Hàng made in USA luôn. 801 cho chị Nguyễn Hà. Made in USA luôn nhá. Bé gái nhá, đóng cúc sau. 30 trở đến 34 cân. 517 cho chị Huyền Thu Ngô. 30 34 cân nhá. Em này 60.000 mã là 889 này. 60k mã là 889 cho em nhá. Rồi, con này còn nguyên tem này.
Con này các chị có cân nặng tầm 14-15 cân. 14-15 cân, dưới 15 cân nhá. Rồi em này 70.000, mã số 62. 70k mã số 62 cho em này. 18 tháng đây. Hai em này 18 tháng nhá. Đẹp chưa? Rồi, hai em này 18 tháng nhá. Hai em này về 80.000 thôi. Dưới 12 11 cân quay đầu, 10-11 cân nhá. Hai em này 80.000 này. Úi nhỉ. Ừ. Hai em này 80.000 đi. Mã số em này là mã số 87, hai em này 80 thôi, rẻ lắm, đẹp nữa, kẻ đẹp ạ. À. 80 nhá, mã là 807, còn hai con đều đẹp luôn. 18 tháng quay đầu. Con này còn nguyên mạc nhá. Con này các chị ơi, đẹp thế này. Rồi 15-16 cân bao đỉnh luôn. 15-16 cân, dưới 16 cân nhá. Em này em lấy 70.000 thôi, mã là 839. 70.000 mã 839 cho em. Bé nhà chị có cân nặng size 14-15 cân nhá. Đẹp chưa? 14-15 cân. 15 cân quay đầu, dưới 15 cân nhá. Em này 70.000 mã là 770 này, kẻ như búp luôn. 839 chị gấu mẹ. Con này còn xịn chưa? Bé nhà các chị có cân nặng size tầm từ 16-17 cân. 16-17 cân, dưới 17 cân nhá. Em này 70.000 thôi, mã là 148. Castor xịn chưa? Này, còn nguyên mạc luôn. Đẹp đỉnh luôn. 10 tháng chị Lê thôi. Tầm 10 cân quay đầu, dưới 10 cân nhá. Em lấy 60.000 mã là 714 này. 60k mã 714 cho em này. 1 tuổi quay đầu rồi. Cái này xong nhỏ em sẽ combo sau nhé mọi người nhá. Rồi, con này các chị có cân nặng 12 cân quay đầu này. 12 cân dưới 12 cân nhá, kẻ đẹp chưa? 60.000 thôi, mã là 616 này. Con này các chị 17-19 cân nhá, đỉnh của chóp luôn. 17-19 cân. 19 cân quay đầu, dưới 19 cân nhá, đỉnh của chóp luôn đấy. Dưới 19 cân nhá, em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70.000 thôi, mã là 673. 70.000 mã 673 cho các con mặc bao sướng luôn. Con này ạ, à, bé gái là các chị mặc lên đảm bảo xinh luôn nhá. Con này các chị có cân nặng tầm 30 trên 30 27 30 cân. Cho chị Lê Lan. 27 30 cân nhá. Rồi, em này lấy 60.000 mã là 214. 60k mã là 214 cho em này. Váy của con gái nhá, bao xinh luôn, có thêu luôn. Con này các chị có cân nặng size tầm eo xinh thế nhỉ? Xinh dã man luôn ấy. 214 của chị Hằng Bella. Con nhà các chị nhá, có cân nặng size tầm từ 16-17 cân nhá. 16-17 cân cho em này. Em này à, em lấy mọi người 70.000, mã là 795. 70k mã là 795 cho em này. Colombia size 18-19 cân này. Đẹp chưa? 18-19 cân, dưới 19 cân nhá. Em lấy mọi người 70.000 thôi, mã là 725. 70k mã 725 cho em nhá. Con này hình như là của Zara hay sao mọi người ạ? Rất là đẹp luôn. 795 chất thô đũi nhá. Thêu hết đằng trước này. Con này chị 30-34 cân, dưới 34 cân nhá. Em này ạ, 70.000, mã là 149. Váy của các con nhá, váy thô. Hoàng Minh. Váy thô của các bé nhá. Con này các chị có cân nặng size tầm từ 25 cho đến 28 cân, dưới 28 cân nhá. Rồi 70.000, mã là 618 này. Dưới 28 cân này. 618 cho em này. Em này Zara Girl size 164 này. Chất đẹp quá này. Zara Girl size 164 nhá. 40-45 cân. Dưới 45 cân nhá. 70.000 mã là 195. Ôi, con sơ mi trắng này đẹp quá. Size này các con có cân nặng tầm từ 33 đến 36 cân này. 618 cho chị Tiểu Linh. 33-36 cân nhá, đục lỗ hết đây này mọi người ơi. Dưới 36 cân đục lỗ hết nhá. Em lấy mọi người mức giá 70.000 thôi, mã là 174. Tiếp theo này, Zara tiếp này, Zara Girl size 40-45 cân nhá. Quá đẹp. 40-45 cân, dưới 45 cân nhá. Đẹp lắm. Rồi 70.000 mã là 181 này, chất mát cực kỳ. 70.000 mã 181 cho em, Zara Girl. Những con đấy mọi người lấy đi. Trời ơi, giá chỉ bằng 1/7, 1/8 cái áo thôi. 33-37 cân của Zara tiếp này. 33-37 cân của Zara tiếp này, chất mát thế. Em này em lấy mọi người 70.000 nhá, mã là 690. 70k mã 690 nhá. Đây một em áo của Zara tiếp này. Nó mát kinh khủng luôn. Dưới 37 cân của các con nhá. Dưới 37 cân này, bé gái nhá, chất đẹp lắm, chất xô mát lắm. Dưới 37 cân nhá. Em này Zara này 70.000 dưới 37 cân này. 70.000 mã là 950. Zara tiếp này, tôi lấy cho các bà toàn con đẹp như này các bà. Không nhảy vào thì hút con luôn á. Trời lên lên đấy nó cũng có những con áo như này luôn á. 27-30 cân.
950 chị Mami Bonbi. Dưới 30 cân nhá. Rồi đẹp chưa? Em này em lấy 70.000 thôi. Zara này mã là 214 này. Ủa con Zara đẹp chưa? Zara này size 27 30 cân tiếp này. 27 30 cân dưới 30 cân nhá. 70.000 thôi. Mã số em này là mã 241 này. Chất đẹp quá. 70.000 mã là 241 cho em này. Đi nhặt tết mất tao mà được cái con hàng hãng không á. 181 cho chị Trần Thu Trang. Mà em này size S của người lớn nhá. Dưới 48 cân người lớn này. Chất của hàng của Mango. Chất lanh lụa nhá. 48 cân quay đầu người lớn. 40-48 cân nhá. Của Mango này. Em này ạ. 70.000 mã số 100. Quá là đẹp luôn này. Em này mà em áo cổ lá sen của Zara Girl. Size các con size 150. 30 cho đến 35 cân nhá. Đẹp chưa? Cúc đóng phía sau. 30-35 cân, dưới 35 cân nhá, mát thế. Rồi, em này chị Hoa Minh. Rồi 70.000 mã là 906. Quá đẹp luôn này. Ôi này, cổ bèo nhá. Em này con này các chị có cân nặng size tầm từ 34-37 cân nhá, cổ này. 34-37 cân, dưới 37 cân nhá. Em lấy 70.000 thôi, mã là 221. 70k mã 221 cho em này. Tiếp theo, bé gái nhá, các chị có cân nặng tầm con này nhá. Có đang hẹn rồi. Xinh quá này. Con này các chị có cân nặng size tầm 221 cho chị Hiền Nguyễn. 33-37 cân, dưới 37 cân nhá. 70.000 thôi. Mã số em này là 584. 70k mã 584 cho em này. Ôi. Bé này các chị có cân nặng tầm 40 cho đến 45 cân nhá. Chất mát như thạch luôn. Size 160. Dưới 45 cân, dưới 45 cân nhá. Em này em lấy 70.000 thôi. Mã là 607 này. Chất mát như này. Con này các chị ở 33-38 cân. Chất mát lắm. 33-38 cân, dưới 38 cân nhá. 70.000, mã là 582. Chất đẹp chưa? Chị Hoa Nguyễn. 70.000 mã 582. Áo của Zara này mọi người không lấy thì sẽ tiếc. Rụng rốn luôn. Chất của nó chất lanh lụa, size 25-30 cân. Theo này. 25-30 cân nhá. Ôi chất đẹp lắm luôn. Dưới 30 cân nhá. 70.000, mã là 593. Chất đẹp cực. Thề. 70.000 mã là 593. Chất bao đỉnh luôn. Một em áo của Zara Girl nhá. Con này à. Con này nam nữ đều ok. Zara Kit 593 chị Oanh Nguyễn. Zara Kit nhá. 23-25 cân. Hai không được 25 cân đâu. 20-22, 20-23 cân. 20-23 cân, dưới 23 cân nhá. Em này 70.000 này, nam nữ đều đẹp nhá. 70.000 mã là 513. 70k mã 513 nhá. Một em váy của HM các con gái. 25-28 cân các con nhé, size 140. Đẹp quá. 25-28 cân, dưới 28 cân nhá. Em này em lấy mọi người 70.000 thôi. HM này mã 521. 18 tháng quay đầu đây. Đây, con này tầm 1 tuổi quay đầu nhá. Một con này 12 tháng tuổi này, một con 18 tháng tuổi nhá. Tầm 10 cân quay đầu là đẹp lắm. Hai em này em lấy mọi người 80.000 mã là 101 này. 80.000 mã 101 này. Ôi, 17-19 cân nhá. Kẻ này nam nữ đều đẹp này. 17-19 cân nhá. 17-19 cân, dưới 19 cân nam nữ đều đẹp nhá. 70.000 mã là 905. Quá xịn luôn. Polo. Bé nhà chị 17-19 cân tiếp này. 905 cho chị Trần Hiền. 17-19 cân nhá. Em này 70.000 thôi, mã là 605 này. Ui xinh quá. Em này á size 130 này. Mọi người ơi nó xinh dã man luôn. Con này các chị có cân nặng mờ mới cứng luôn. Bé nhà các chị có cân nặng tầm 22-25 cân nhá. Bao đẹp. 22-25 cân nhá. Đỉnh lắm. Em này 70.000 mã là 76 này. Nhận được lô này mọi người sẽ chắc là hùng sướng luôn. Zara Girl size 164, size 40-45 cân nhá. Này, mọi người nhìn không? Theo này. 40-45 cân, dưới 45 cân nhá. Dưới 45 cân nhá của Zara này. 70.000. Còn đấy chị ơi. 70.000 mã là 961 này, dưới 45 cân của các bé gái nhá. Còn nguyên mạc của các con này, size tầm 15-16 cân nhá, đẹp chưa? 15-16 cân, dưới 16 cân còn nguyên mạc luôn. 76 chị rượu thẳng ta. 70.000 mã là 941. 70k mã là 941 cho em này. Áo thể thao của Nike của các con nhá, đẹp chưa? Em lấy 60.000 thôi. Con nhà các chị có cân nặng 40-45 cân các con nhé. Con này bé chị 43-47 cân. Dưới 47 cân các bé nhé. Em lấy 60.000 của Nike này. 60.000 thôi, dưới 47 cân nhé. Mã số là 613. Em này là một em của Adidas nhé.
Adidas này lấy 60 thôi. Con nhà các chị có cân nặng tầm 14 15 10 14 16 cân dưới 16 cân nhá. Adidas này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 60 000 mã là 891. 60k mã 891 cho em này. Em có em này 613 chị. Nguyễn Thị Tuyết Tuyết. Ủa, chất đẹp chưa này? Gáp size 5 tuổi 17 19 cân nhá. Này mọi người ơi. Cái kẻ đẹp chưa? 17 19 cân. 17 19 cân dưới 19 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70 000 mã là 791 này. Chất đẹp lắm. Kẻ này à, bé gái nhá mọi người ơi. Con thì các chị có cân nặng size 12 13 cân quay đầu. Kẻ hồng bé gái. Dưới 13 cân, dưới 13 cân nhá. Mới 13 cân ạ, 70.000 mã là 848. 791 chị Lê Lan. Con này là một em polo rất xịn luôn. Bé nhà chị Áo cân nặng size tầm 18 19 cân này. Chất thô nhá. Cái này khoác ngoài jean thì nó đẹp. 18 19 cân nhá. Em lấy 70.000 thôi, polo Red Warren. Mã là 847 ạ, polo nhá. 847 cho em này. Tiếp theo của HM nhá. Con này các chị có cân nặng size tầm 17 18 cân. Hoa Khánh. 17 18 cân dưới 18 cân nhá. Em lấy 70 000 thôi, mã là 786. 847 chị Linh Mimi. Olavi chất mát như thạch luôn. 14 15 cân. 14 15 cân dưới 15 cân nhá. Dưới 15 cân này, 70 000 thôi, mã là 868. 70k mã 868 cho em nhé. 9 tháng tuổi. Mấy con nhỏ nhỏ sẽ combo sau nhá mọi nhá. Ôi, đình quá, con này lấy 50 đi. Dưới tuổi rưỡi quay đầu. 10 cân quay đầu, tầm 9 cân quay đầu đi. 9 cân quay đầu nhá, 50 nghìn này. Mã là 828 này, chất đẹp quá. 50 nghìn mã 828 cho em này. Con này chị dưới 12 cân nhá, chất đẹp chưa? Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Em lấy 60 nghìn thôi. Mã số em này là mã số 900. Quá đẹp. 60k mã số 900 cho em nhá. Tôm mì hiệu luôn. Con này dưới 12 cân nhé, tôm mì hiệu luôn. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhé. Tôm mì xịn luôn, dưới 12 cân nhá. Em lấy mọi người 70 nghìn thôi, mã là 105. 70k mã 105. Tiếp theo này, còn nguyên mạc luôn nhé mọi người nhá. Con này chị có cân nặng 16, 17 cân này. Quá đi. 16, 17 cân, dưới 17 cân nhá. Em này 70 nghìn mã số 31. Chất đẹp chưa? 70k mã số 31. Đây, 69 tháng đây, hai anh em lấy mọi người 60 nghìn nhá. 9 tháng quay đầu. 9 tháng quay đầu, 9 tháng tuổi quay đầu ạ. Hai anh này 60 thôi, mã số 54 mới cứng. Em này bé chị ở dưới 12 cân này, xinh quá này, chất đẹp lắm. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. 12 cân quay đầu này, 60 nghìn thôi, mã số là 131. Con này các chị có cân nặng dưới 12 cân tiếp này, xinh chưa? Thì trai 40 cân chắc hết rồi chị ơi. Em không biết còn không. Dưới 12 cân này. Dưới 12 cân nhá, em lấy 60 nghìn thôi. Mã số 800 này, kẻ đẹp chưa? 60k mã số 800 cho em nhá. Ồ, còn nguyên mạc luôn này mọi người ơi. Hai cái nào chị ơi? Đấy, hai cái combo rồi, tớ lùi em ấy. Hai cái combo chị Thủy Anh Nguyễn ơi. Bé nhà chị 15 16 cân dưới 16 cân nhá, dưới 16 cân này. 70 000 mã là 886. Hai cái combo đấy là mã 54 chị lấy mã 54 ạ. À? Combo tầm 9 tháng tuổi quay đầu đi. Hay 1 tuổi quay đầu đi. Em này ạ, size 27. Cho chị Thủy Anh. 25 đến 30 cân của Zara nhá. Đẹp chưa? 25 đến 30 cân nhá. Em lấy mọi người 60 000 đi, mã là 614 này. Zara cơ. Ôi, 3 đến 6 tháng. 3 đến 6 tháng cho em. Hai con này lấy 50 thôi. Hai con này bén lắm. Sơ sinh nhá. 3 đến 6 tháng. Một em phong, một em sơ mi này. 3 đến 6 tháng nhá. Hai này 50 thôi. Má là 914 này. Hai mày bé lắm. Ôi, chất lanh mát chưa. Rồi, 17, 19 cân. 17, 19 cân. Dưới 19 cân nhá. Dưới 19 cân này. Em lấy 70 nghìn thôi. Mát lắm. Má là 654 này. Cái này là XS của người lớn nhá, các chị ơi, nó đục lỗ hết này. Tay nó phối này, chất lanh nhá, lanh lụa ấy. Phối này. Size 40 cho đến 48 cân người lớn nhá, dưới 48 cân này. 70 nghìn ạ, mã số em này là 827, à 824, xin lỗi mọi người.
Ui đây, hai con này nhỏ xinh này. Ui, 1 tuổi quay đầu. Tầm bé nhà các chị tầm 5 đến 7 cân, xinh lắm. 24 chị Phương Miên. 5 đến 7 cân, hai này lấy 60 000 nhá. Mã số em này là 771 này. Hai này 60 000 mã là 771, rất xinh. Tiếp xem còn con nào combo bé tí siêu nữa không? Sợ không còn. Hai này 1 tuổi quay đầu này, xinh chưa? Hai em này lấy 60 luôn nhá. Mã số 35 này, hai em 1 tuổi quay đầu. Con này 18 tháng, con này 1 tuổi này, dưới 1 tuổi quay đầu. 60 000 mã số 35 này, rất là đẹp luôn, hai em chất mắt cực kỳ luôn. Size nhỏ nó không còn, nó size nhỏ nó ít ấy, thì cứ lấy cái kiểu size nhỉ. Combo vào ấy. 35 cho chị Nguyễn Phương Hoa. Con này các chị có cân nặng size tầm 16 17 cân, dưới 17 cân nhá. Dưới 17 cân này, 70 000 mã số 38 này. 70k mã số 38 cho em nhé. Ôi đây, 9 tháng tuổi đây rồi. Đây rồi, hai con này nhỏ xinh này. Em này sáng cho chị Chi Trung. Em này 9 tháng tuổi, em này 1 tuổi nhá, cứ dưới 9 tháng tuổi là mặc đẹp con này. Hai em này nhá, 9 tháng tuổi và 1 tuổi à. Hai em này 60 000 thôi, mã là 899 này. Chất bao này. 71 cho chị Thủy Lanh Nguyễn. Em này à, bé nhà các chị có cân nặng size tầm 14 15 cân, xinh chưa? 3 tuổi ạ. 14 15 cân nhá, dưới 15 cân chấm họa tiết nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đó, em này có cúc nhưng em chưa đóng hết đâu bởi vì là đóng vội ấy. Dưới 14 15 cân nhá. Em này 70 000 thôi, mã là 944. 899 chị Thảo Nguyễn. Mấy em áo của HM bao đẹp luôn. Bé nhà các chị có cân nặng size tầm 15 16 cân này, HM nhá. Họa tiết kẻ đẹp chưa? 15 16 cân. 70 sao? 60 thì lấy 60 đi. 10 nghìn nó làm gì đâu. Nói thật đấy. Bán chất vui là chính. 15 16 cân nhá, hàng chính hãng đấy ạ. 15 16 cân nhá, xịn chưa? Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 70 nghìn nhá. HM này, mã là 634 cho em nhá. Tôm mì này, con này các chị nào đẹp con này thì quá đẹp luôn. Trông xịn chưa? Mua cho con cái áo hãng mà mặc cho sướng, tội gì đúng không? Tôm mì này. Bé nhà chị ở 14 15 cân. Dưới 15 cân nhá, 70 000 ạ, mã là 844. 70 000 mã 844 ạ. Zara Girl size 152, chất đẹp đỉnh chóp luôn. Size 152 nhá. Đây mọi người nhìn nào. Con nhà chị có cân nặng tầm 34 38 cân, dưới 38 cân nhá. Em này ạ, 70 000, Zara này mã là 929 này. Ui Zara Girl size này con nhà các chị 19 20 cân. Đẹp chất này. Như chất con da đà điểu ấy, con đà điểu ấy, rất mát luôn. Rồi, 20 cân quay đầu. Dưới 20 cân nhá. Em này 70 000 thôi, mã là 5565. 70k mã là 565 cho em này. Zara Girl size 164 tiếp này. Đẹp. 40 45 cân nhá, của người lớn trẻ con đều được ấy. 40 45 cân của Zara Girl nhá. 70 000 thôi, mã là 504 này, chất đẹp quá. Chất đẹp lắm luôn ấy. 70 000 mã là 504 cho em này. Mấy con áo Zara mọi người này cho con mặc là sướng lắm. Đợt tới em sợ mọi người lại hỏi thêm mùa hè mà. Mẹ ơi, đẹp dã man. 27-30 cân cho chị gấu mẹ. Dưới 30 cân của bé gái nhá, xinh dã man luôn đây. Dưới 30 cân nhá, chất đẹp chưa? Rồi, em này em lấy mọi người mức giá 70 000 mã là 631 à. Em thật mọi người nhìn có rõ không? Đây, hoặc là những con như này này. Con này các chị có cân nặng tầm từ 20 đến 22 cân nhá. Đục lỗ hết này. 631 cho chị. 20 22 cân này, 70 000 mã là 926 này. Đỉnh luôn. Con này các chị 15 16 cân. 16 cân của HM nhá, dưới 16 cân này. Dưới 16 cân nhá, 70 000 mã là 932. 70k mã 932 cho em này. 926 cho chị Thúy Lành Nguyễn. Hai con này nhỏ nhá. Combo mấy con nhỏ với nhau này. 10 12 cân nhá, đẹp chưa? 12 cân quay đầu, dưới 12 cân nhá. Dưới 12 cân ạ. Hai này em lấy 80 000 thôi, mã là 860. Hai này 80 000 mã 860. 2 tuổi. Đây hai con 2 tuổi luôn. Dưới 12 cân nhá, 2 tuổi quay đầu, dưới 12 cân, dưới 12 cân này. Hai này 80 000 thôi, mã số là 94, hai em 80 000. Vừa bán vừa tặng luôn. Em này em lấy mọi người 60 000 thôi, 3 tuổi nhá.
Bé nhà chị có cân nặng tầm 13 14 cân, dưới 14 cân nhá. Em này 60 nghìn mã số 97. Con này bé tí này. Em này của bé gái size tầm 10 cân quay đầu nhá, dưới 10 cân này. Chị Hương Lan lên. Ồ, em này 50 nghìn đi, dưới 10 cân ạ. 50 nghìn mã là 750 này. Rồi, bé gái nha các chị nhá. Con nhà các chị nhá, có cân nặng size tầm 30 trở lên 33 34 cân nhá, 50 nghìn này, mã là 562 này. Em này là một em crop top XS này. Của người lớn mà con này lại hở lưng không biết làm sao. Em này một em của bé gái xinh chưa này. Con nhà các chị có cân nặng size tầm từ 34 đến 37 cân, dưới 37 cân nhá. 562 chị. Em này 60 nghìn thôi, mã là 3386 đấy. Sáu mươi nghìn mã ba. Em lên cho một mẹ em này chất đỉnh luôn nhá, Zara Kit này. Size là 27-30 cân nhá, chất đẹp lắm. Zara nhá, 27-30 cân này, em lấy 60 thôi. Mã số em này là 987 này. 60 nghìn mã là 987 cho em này. Con này các chị có cân nặng size tầm 14-15 cân, 10, maximum 16 cân nhé, 15-16 cân đi, kẻ đẹp chưa? Em hỏi thật mọi người nhìn có rõ, chứ còn cái áo led như này mà nhìn không rõ này, tiếc ớt là tiếc luôn ý. Rồi 16 cân quay đầu nhá, em lấy mọi người 60.000 thôi. 60.000 mã 661 này. Cho em ngồi nhờ một tí xong rồi em. Em hỏi xem các em bán đồng gà 60.000 cho mọi người em đợi. Em đợi đứng đi. Ok, ngồi xuống bán rẻ luôn. 661 cho Thito xương. Quan trọng là mọi người có nhìn thấy không chứ. Rất là nhiều em đẹp đây này. Quẻ đẹp lắm. Đây, 2 tuổi quay đầu nhá. Bán combo cho nhanh. Hết hàng sớm nghỉ sớm. 2 tuổi quay đầu nhá, 12 cân quay đầu, dưới 12 cân này. Hai em này dưới 12 cân nhá. Hai này lấy 80 thôi, mã số 27 nhá. Hai em 80, mã số 27 cho em này. Con này bé nhà các chị có cân nặng size bao nhiêu cân đây? Con nhà các chị có cân nặng size 17-19 cân này, đẹp chưa? 17-19 cân. Em bé 60.000 mã số 2 này. Tiếp theo là 60.000 mã số 2 này, Ralph Lauren này. Đẹp thế. Bé nhà các chị có cân nặng 19-21 cân nhá, hàng chính hãng của Ralph Lauren. 19-21 cân, dưới 21 cân nhá. Em này em lấy mọi người ạ, 60.000 luôn, mã là 663 của hai chị Liên Trần. Đây, bé nhà các chị có cân nặng size tầm 13-14 cân, dưới 14 cân nhá. Em lấy 50.000 này, mã là 853 này. Size 2 tuổi đây. Rồi, 2 tuổi nhá, 2 tuổi quay đầu này. Chị Liên Trần. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Ở hai này 80.000 mã là 620, 2 tuổi quay đầu. 853 chị Liên Trần. Mã số em này là 620, 80.000 hai em. Con này hơi bé, size 1 tuổi này. Ôi 1 tuổi đây. Đây 1 tuổi đây, hai này 1 tuổi đây. Em này là một em của Lucati và em của Levi nhá. Hai này quá đẹp. Hai này à, 1 tuổi quay đầu nhá. Hai này lấy mọi người 60.000 thôi, mã là 147, Levi này và Lucati này. Dưới 1 tuổi nhá. 60.000 mã là 147 này. Không lấy thì lấy con nào nữa. Quá là đẹp luôn. Con nhà chị 25 đến 30 cân nhá. Chất mát lắm. 25 đến 30 cân, dưới 30 cân bé gái nhá. Em này lấy 60.000 này, mã là 560. 60k mã 560 cho em này. Dưới 1 tuổi này, tí nữa combo sau. Ui giời ơi, Olavi đẹp tôi rồi luôn. 17-19 cân nhá, mới rét. 17-19 cân, dưới 19 cân này. Dưới 19 cân nhá, em lấy mọi người mức giá 60.000 đi, mã là 940 này. Chất đẹp quá. 60.000 mã 940 này. Quá đỉnh luôn. Dưới 1 tuổi đây. Trời ơi, mỹ mãn cuộc đời. 940 chị ăn tầm 9 tháng quay đầu á. Không, 1 tuổi quay đầu. Tầm là 9 cân quay đầu nhá. 60.000 hai em luôn. Mã là 631 này. 1 tuổi quay đầu. Quá đẹp luôn.
Em này là đục lỗ của các con nhé, mặc mát lắm. Bé nhà các chị có cân nặng tầm từ 28 đến 31 cân nhá. Em này 60.000 thôi, mã là 549 này. 60.000 mã 549. Con váy này bao đẹp luôn. 23 cho đến 25 cân nhá. Đỉnh của chót luôn mọi người ạ. Váy này hai lớp đấy. Váy hai lớp cúc dự phòng đầy đủ đấy nhá. 23 đến 25 cân, dưới 25 cân nhá. 60.000 thôi. Mã số em này là 889 này. Em này là một em của HMM. Bé các chị có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân, dưới 26 cân nhá. 60.000 này. Mã là 865. 60 mã 865 cho em này. 47 48 cân của người lớn trẻ con là ok, dưới 48 cân của bé gái nhá. 60.000 mã là 602. 865 với chị Liên Trần. Rồi, 1 tuổi quay đầu đây. 1 tuổi quay đầu rất đẹp luôn. 1 tuổi quay đầu nhá. Hai em lấy mọi người mức giá của nó là 60 đi, mã là 911. 1 tuổi quay đầu. 60 mã 911. Lại 1 tuổi quay đầu tiếp này. Trời ơi, con này đẹp quá. Một em phông và một em sơ mi này. 2 tuổi quay đầu nhá. 2 chị. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Hai này lấy 80 này. Hai em 80.000 nhá, một phông một sơ mi. 80.000 mã là 745. Chị Ly có bao nhiêu khách mới cho shop tiếp theo tin với ạ? Ủa con này đẹp, thôi rồi luôn. Đây, hai con này 1 tuổi này, đẹp chưa? Mọi người ơi. Hai em này 1 tuổi quay đầu nhá, 1 tuổi quay đầu này, tầm 9 cân quay đầu nhá. Hai em này 60.000 mã là 854 này. Size nhỏ nhá, lì vai này. Đây, hai em này 18 tháng quay đầu, một em lì vai luôn nhá. Đã xứng đáng 80.000 lắm rồi ý. 18 tháng quay đầu dưới 11 cân. Dưới 11 cân nhá. Dưới 11 cân là 2 này 80.000. Má là 977 á. Xịn luôn. 80.000 má 977. 2 mỗi em của kiểu polo với em Levi nhá. 80.000 2 em mã số là 977 này. Em ơi combo này không đáng. Không chốt thì không còn 977 cho chị Trang Trang. Combo này để riêng cho thắng. Mấy em áo jean này. Con này các chị có cân nặng size nhỏ này. Rồi, 6 đến 9 tháng hai con này nhá. Dưới 9 tháng nhá. Dưới 9 tháng á, tầm 7 cân. Quay đầu ấy. Hai này em lấy 60.000 hai em nhá. Dưới 9 tháng này mã số 30. 6 tháng. Rồi, 3 đến 6 tháng này lấy 60.000 thôi. 3 đến 6 tháng siêu đẹp nhá. 3 đến 6 tháng, 3 đến 6 tháng á. Em lấy mọi người mức giá của nó 60.000 hai em này nhá. 60.000 mã số 4 này. 60.000 mã số 4 này. Size nhỏ không còn nhiều đâu, có nhỏ thì em có combo thôi, còn to thì để bán mình. Em này à, chị nào cân nặng 50-55 cân của người lớn. Áo polo rất lo ren người lớn nhá, áo hãng luôn. 50-55 cân nhá, em lấy 70.000 thôi, mã là 710. 70.000 mã 710 nha em nhá. Hai em này 2 tuổi đây, lấy 80 hai em nhé. 2 tuổi quay đầu nhé, tầm 13 cân quay đầu. Dưới 13 cân nhé. Đấy, hai em này 80.000 mã là 927 này. 2 tuổi quay đầu. Hai em này 18 tháng quay đầu này. Đúng rồi. Hai em này lấy 60 nhé, tầm 10 cân quay đầu. Dưới 10 cân nhé, 60.000 mã số 19 này. 60k mã số 19 cho em này. Con nhà chị 30-35 cân sơ mi trắng nhá. 30-35 cân này, em lấy mọi người 60.000 mã là 242. 60k mã 242 cho em nhé. Rồi. Con này các chị có cân nặng size tầm 17-19 cân này. Bèo hai lớp luôn. 17-19 cân, dưới 19 cân nhá. Rồi, 60.000 mã số 600. Chất thô mát nhá. Bé chị à, có cân nặng 18-19 cân này. 18-19 cân nhá, 60.000 mã là 722. 74 chị Hồng Vân. Lốt còn một cuối nè. Lốt chỗ này là hết rồi mọi người nhá. $600 cho chị Nguyễn Phương Hoa. Một em này nhá,
Bé gái của Zalago size tầm 34-38 cân, chất bao đỉnh luôn. 34-38 cân, dưới 38 cân nhé. Dưới 38 cân cho em này. Em lấy 60.000 Zalago nhé. Má là 877. Nói chung trên like này nó cũng hơi mờ, mọi người nhìn không rõ nhưng mọi người yên tâm, mọi người nhận được về nó sẽ đẹp gấp 10 lần trên like luôn á. Chất nó đẹp lắm. 17-19 cân, dưới 19 cân nhé. Dưới 19 cân này váy sơ mi các con. 17-19 cân, dưới 19 cân nhé. 60.000 má là 789. 60k mã là 789 cho em này. Con này các bà ơi, không đẹp đâu, mấy tiền các bà luôn á. Con này chỉ là 25-28 cân nhá, xinh lắm. 25-28 cân, dưới 28 cân nhá. Em lấy mọi người 60 thôi. Mã số là 624 này. Chất đẹp rất là đẹp luôn. Con này mát này. 789 chị tô xương. Chất đỉnh nhá, mặc đi học mát cực kỳ luôn. 27-30 cân. 25-30 cân size 140. 624 cho chị Thúy Quỳnh. 25-30 cân Hazarago nhá, dưới 30 cân này. Em này 60.000 mã là 545. 60k mã 545 Zalago nhá. Đẹp thôi rồi luôn ý. Em này bé là gì? 34-38 cân của Zara tiếp này. Chất đỉnh luôn. 38 cân quay đầu dưới 38 cân. Mát lắm của Zara nhá. 60.000 mã là 583. 60.000 mã 583 545 chị Nguyễn Thị Tuyết Tuyết. Áo Zara này con giá trị 40-45 cân này. Hàng tuần hàng chính hãng rồi. 40-45 cân, dưới 45 cân nhá. Toàn hàng chính hãng xịn luôn. Zara lấy 60.000 thôi. Áo Zara Go mã là 530. 60k mã là 530. 2 tuổi này, 12 tháng này. Đây con này lấy đi này. Mẹ ơi, Zara size 110, 17-19 cân nhá. Tay này chất xô nhá. 17, con này có vật chấm bẩn ở tay nhá. Tặng này. Dưới 19 cân mã số là 960 mã tặng này. 960 tặng cho mọi người nhá. Zara size 130 này. Eo ơi, không đẹp không lấy tiền. Size 130 mọi người ơi. Đỉnh quá. 960 chốt chị Nhung Vũ. Bé chị 24-26 cân nhá. Em này 60.000 thôi. Zara này mã là 957 này. 957 nhá, chất đẹp lắm. 957 cho em này mấy con Zara mọi người cứ lấy đi. Đảm bảo với mọi người luôn này. Mua mặc vừa đẹp vừa xinh, trông của nó cứ nhẹ nhàng làm sao ấy. Zara Go này, chất này đẹp quá. Bé chị có nặng tầm 23-25 cân. Dưới 25 cân nhá, dưới 25 cân này. Con này 57 chị Diệu Thắng Tạ. Có một hai chấm bẩn ở đây nhá, tặng cho mọi người này, bẩn nhẹ đây này. Mã số là 975 mã tặng này. 975 mã tặng này. 2 con này là 2 tuổi quay đầu nhá. Chất mát như thạch luôn. Một con đũi, một con xô. 975 cho chị Hương Lan. Dưới 12 cân, dưới 12 cân nhá. Hai này 80.000 mã là 933. Hai này 80.000 mã 933. Còn mấy con size tầm 12 cân quay đầu em sẽ có mua. Mọi người. Đây hai này tầm tuổi rưỡi quay đầu này. 18 tháng quay đầu nhá. 10-11 cân nhé, dưới 11 cân nhé. 933 chị Chi chung. Rồi, hai này 60.000 đây, mã số là 86 đây. Dưới 18 tháng. Em này của HM, chất bao đẹp luôn nhá. Con nhà chị 30-35 cân, chất đẹp đỉnh luôn. 30-35 cân nhá, chất mát lắm. Lanh lụa, 60.000 mã số 45. Hai em này 6-9 tháng này. Hai em này lấy 60.000 thôi. Tầm 6 tháng quay đầu đi cho rộng rãi luôn. 6 tháng quay đầu, dưới 6 tháng cân nhá. Dưới 6 tháng Nguyễn Phương Hoa. 60.000 mã là 666. Hai em này dưới 6 tháng 60.000 mã 666. Một em váy đũi nhá. Cái này mọi người có thể chỉnh dây được này. Con nhà các chị có cân nặng tầm 24-26 cân nhá. Đây là em chỉnh lại cho mọi người thành con váy 2 dây rất xinh. Mọi người chả chịu tưởng tượng gì cả. Con váy này lên các con mặc xinh lắm. Cái bọn trẻ con mặc hai dây xinh cực kỳ luôn. Mặc lên nó cứ bị yêu yêu ấy. Đây này, 24-27 cân, chất đũi nhá. Em này 60.000 thôi, mã là 739 này. 60.000 mã là 739 nha này. Con này chất bao đẹp luôn. Baby gas nhá, không đẹp em không lấy tiền mọi người đâu. Con này bé các chị mặc các cô giáo nhìn cũng phải thích luôn đấy. Con này các chị có cân nặng tầm 24-26 cân, dưới 26 cân nhá. 60.000 của Baby Gap mã là 604 này. Không đẹp không lấy tiền luôn ý.
Trời ơi, con này có 9 tháng tuổi bắt đầu không? Polo này xịn như này, không bà nào lấy cho con à? 30 chuẩn 34, 35 cân của con này. Polo rất orange. 34, 35 cân nhá. Dưới 35 cân này, 60 nghìn thôi. Đảm bảo mọi người luôn ấy, có tiền mới có thể dựa mặc được đồ này đó. Dưới 35 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là nó 60 nghìn thôi. Mã số là 952 này. Chất bao đẹp luôn, polo xịn này. Đây, hai con này bé xinh lấy là 52 em nhé. Newborn 3 đến 6 tháng, à 0 đến 3 tháng. Newborn. Mua hai cái này, bọn nó thanh nhanh mà. Đấy, một con này 0 đến 3 tháng, con này 3 đến 6 tháng này. Hai này 50 nhá, mã là 144 này. Mang đi tặng được đấy. Mang đi tặng được đấy, bây giờ đẻ rồi là mang đi tặng được đấy. Chất mới cứng. Em này con này các chị có cân nặng 15 16 cân, dưới 16 cân này. Em này 60.000 mã là 882 nhá. 60k mã là 882 cho em này. Ủa hai này đẹp chưa? Con chị nào 18 tháng tuổi quay đầu, 11 cân quay đầu nhá. Chất đẹp thế. Dưới 11 cân này, đỉnh luôn. Dưới 11 cân nhá. Hai này em lấy mọi người 80.000 mã số 29 này. Dưới 11 cân, 80.000 mã số 29. Rồi, con này 9 tháng tuổi quay đầu hai con này nhá. Con này 9 tháng tuổi, con này 1 tuổi này, hai con này. Bọn chỉ con tay của đào rất nhanh nên mọi người yên tâm. Chất đẹp lắm. 9 tháng tuổi quay đầu nhá. Hai này 60.000, mã là 942 này. Mới cứng bằng tem này. Đồ bọn sơ sinh rất là mới, vì sao bọn nó chưa mặc đã rất cẩn chặt rồi ấy. Xinh quá. Bé chị à 17 19 cân, dưới 19 cân nhá. Em này 60.000, mã là 898 này. 60k mã 898 này. Con nhà chị có cân nặng size tầm 13, 14, 15 cân. Dưới 15 cân nhá, em này 50 rồi, mã là 903 này. 50.000 mã là 903 cho em nhá. Con nhà chị 19, 20 cân này, đẹp chưa? Còn mạc nhá. 19, 20 cân, dưới 20 cân, quá đẹp. Em này em lấy một người 60.000 mã số 40 này, xinh chưa? 60k mã số 40. 60k mã số 40 cho em nhé. Rồi. Em này à, con này các chị có cân nặng tầm 13 14 cân, dưới 14 cân nhá. Em này 50.000 này, mã là 917. 18 tháng quay đầu đây. Hai em này 18 tháng quay đầu đây, xinh chưa? Tầm 10 cân quay đầu, dưới 10 cân nhá, dưới 10 cân này. Hai này 60.000, mã là 813. Hai này 60.000 mã 813. Ủa con này đẹp chưa? 17 chị Vân Cute Nguyễn. Bà nào có con, ủa con nhà chị làm 1 tuổi quay đầu nhá. Tầm 9 cân quay đầu này. 1 tuổi rưỡi này. Chị Vân Cute Nguyễn, em mới nhận xác thi thêm. 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi này. Hai này 60.000 nhá. Mã số em này là 642. Hai con đều rất chất. Giác của các con này. Con nhà các chị có cân nặng tầm từ 35 đến 40 cân, dưới 40 cân nhá, dưới 40 cân này. Em này lấy 60.000 mã số 2 này, dưới 40 cân nhá. 60.000 mã số 2 cho em này. Con này bé. Tôm mì này, size dưới 13 cân nhá. Tôm mì dưới 13 cân, dưới 13 cân, tôm mì 2. Cho chị Nguyễn Trang đi. 60.000 mã là 909 này. 60k mã 909 này, tôm mì 2 này. Con nhà các chị có cân nặng 15 16 cân. 16 cân quay đầu, dưới 16 cân nhá. 60.000 mã là 755 này. Xinh quá. 60.000 mã 755 này. Rồi, 17 19 cân. 17 19 cân, dưới 19 cân nhá. Dưới 19 cân này. 60.000 mã số 600. Sai to rồi đấy. 755 chị Oanh Lê. 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi này. Con này 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi nhá. Combo này. Dưới tầm 9 cân quay đầu nhá. Em này 60.000, hai con, mã là 825. Anh Lê thì mới cho xin thêm thông tin vậy ạ. Con này các chị có cân nặng tầm 15-16 cân, dưới 16 cân nhá. Dưới 16 cân này, em này em lấy mọi người 60.000 thôi, mã là 941. Hai con 2 tuổi đẹp quá này. 2 tuổi quay đầu dưới 12 cân nhá. 12-13 cân quay đầu ok. 12-13 cân quay đầu đều đẹp nhá. Hai này 80.000 thôi.
dưới 2 tuổi này, mã là 645, 2 tuổi quay đầu nhá. Mã là 645 em. Zara Girl này, đẹp thôi rồi luôn. 24 đến 27 cân. 27 cân quay đầu dưới 27 cân nhá. Zara là 60.000 thôi, mã là 612, chất bao đẹp. 60.000, mã là 612. Xinh xuất sắc luôn. 45 chị Hiền Thu. Con nhà chị có cân nặng 24 26 cân nhá. Dưới 26 cân 60.000, mã là 516 đây. 60 mã 516 cho em. Thì như con Zara mà không lấy thì thôi luôn. 30 trở lên 35 cân nhá, mặc vừa mát vừa xinh luôn. 30 35 cân dưới 35 cân nhá. 60.000, mã là 526 này. Con này có một con 2 tuổi quay đầu lấy 50 nhá. Có con 2 tuổi quay đầu nhá, dưới 13 cân ạ, 50.000, mã là 665. 50k mã 665 thế này. Em này là một em size các con cân nặng 25 đến 30 cân này, chất mát quá. 25 30 cân nhá. 60 thôi. Mã số là 560 này. Ôi chất mát lắm. 50 mã 560 nha em này. 60. 50. Bán nốt đi cho hết đi. Em này con nhà chị 1 tuổi rưỡi này, 2 tuổi này, xinh chưa? 1 tuổi rưỡi 2 tuổi. 560 chị Nguyễn Hà. Combo này hai này lấy 60.000 nhá. Mã là 620 này. 2 tuổi. Đây hai con này 2 tuổi luôn. Trời ơi, hai con này lấy 60 nhá. Mát quá này. Hai con nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, 60 thôi. Dưới 12 cân nhá. 60.000 mã số 3. Có mấy con combo mọi người không lấy tiếc luôn ấy. Chất mát như là điều hòa này. 30 35 cân bé gái nhá, dưới 35 cân này. Số 3 60.000 mã là 386 này. 60.000 mã 386 này, bé gái này có mỗi con rồi. Em này mà em sơ mi của HM đẹp chưa? Bé nhà chị à, 15 16 cân dưới 16 cân nhá. HM 60.000 mã là 932. 60k mã 932 Zara này. Ôi. Size này ạ. À. Con này các chị size tầm 17 19 cân của Zara Girl. 17 19 cân của Zara Girl nhá, dưới 19 cân này. Em này ạ, à, em lấy mặc về 60.000 mã là 565. 60.000 mã 565 của Zara Girl. Dã man luôn này. Bé nhà các chị có cân nặng tầm chất đẹp lắm luôn này. Tôi cam kết các bà chất đẹp nhá. Chỗ này đính như hạt hết này. 34 38 cân dưới 38 cân nhá. Zara này 60.000 mã là 929 Zara Girl nhá. 60.000 mã 929 cho em này. Con Tommy này bà nào có con 14 15 cân Tommy này không lấy thì tiếc luôn. 14 15 cân Tommy nhá. Dưới 15 cân này. Rồi 60.000 mã là 844 này, chất đẹp tốt rồi luôn. 14 15 cân thật đi học đấy. Rồi, con này các chị có cân nặng tầm size nhỏ rồi. Em này bé gái 844 chị trai chung. Con này các chị có cân nặng size 13 14 cân dưới 14 cân nhá. 50.000 này, mã là 944 này. 50k mã 944 này. Hai em này bé xíu xẻo xíu xeo nhá. 3 6 tháng newborn, hai này 50.000 thôi. Một sơ mi một phông này. 50.000 mã là 914 này. Chất mát chưa? Con nhà chị 17 19 cân nhá. 17 19 cân dưới 19 cân à, 60.000 thôi, mã là 654. 60k mã 654 cho em này. Ôi con Zara này đẹp thế nhỉ? 25 cho đến 30 cân của các con nhé. 25 đến 30 cân của Zara Girl. 60.000 mã số em này là 614 này. Bao nhiêu mã nhỉ? 654 chị An Nguyên. Chất mát chưa? Bé nhà chị áo cân nặng tầm 15 16 cân dưới 16 cân nhá. 60.000 mã là 886 này. Rồi, 2 tuổi quay đầu này. Tuổi rưỡi 2 tuổi này. Đẹp chưa? Hai này lấy mọi người mức giá 60.000 luôn đi. Một em này là tuổi rưỡi này, em này 2 tuổi này. Tầm dưới 12 cân. Mã số em này là mã 60.000 mã số 800 này. Combo quá đẹp luôn. Ui, đẹp thế. Một em Tommy dưới 2 tuổi. Một em này là Lucati, hàng xuất khẩu nhá. Hai em này màu trầm đẹp chưa?
dưới 12 cân, dưới 12 cân nhé. Tôi lấy 60.000 lót, mã số 900. Quá đẹp. Con này các chị có cân nặng size 14-15 cân, dưới 15 cân nhé. 60.000, mã là 868. 60k mã 868 cho em này. 900 cho chị Hiền Thu. 17-19 cân của các con nhé. 17-19 cân này. 60.000, mã là 786. 60k mã 786 cho em này. Hai em này nhỏ nhỏ xinh xinh, combo xinh quá này. 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi này. 60.000 thôi, 1 tuổi này, 1 tuổi rưỡi này. 60.000 thôi, 60.000 thôi. 9 cân quay đầu nhá, 60.000, mã là 101 này. Rất xinh. Zara Girl này lấy 60.000 thôi, con này chị 40 đến 48 cân. Dưới 48 cân của Zara Girl nhá. Ồ. Em này 60.000 này, Zara này mã là 961, 60. Zara này 60.000 mã 961. HM của các con nhá. Con này các chị có cân nặng 27, 25 cho đến 28 cân. Váy của HM 25 đến 28 cân, chất mát lắm. 60.000, mã là 521 này. 61 chị bố mẹ. Dưới 28 cân nhá, chất mát chưa. 34 đến 38 cân, dưới 38 cân, chất siêu mát. Dưới 38 cân nhá, 60.000 thôi, mã là 582, chất lanh xịn luôn, thêu. 60.000 mã 582, chất đỉnh chưa. Toàn gọi là đỉnh một chóc luôn. Chỗ này 521 cho chị Oanh Lê. Cân các con nhé, dưới 35 cân này, 60.000 thôi, mã là 584. 60k mã 584 cho em nhé. Chất đẹp quá đi thôi. Zara Girl made in potato. Bé nhé chị, 30 đến 35 cân, dưới 35 cân nhé, Zara xịn luôn. Em này 60.000 thôi, cổ hoa nhé, mã là 906 này. Toàn Zara này, có con nào cùng size nhau không? Đây, hai con này size 140 này, xinh quá này. 25-30 cân nhé, hai em này em lấy mọi người 100, hai con Zara luôn. 25-30 cân, dưới 30 cân nhé, lấy 100.000 thôi. Mã số em này là mã 241 này, hai con Zara. Bán lốt đi ra hết. 2152, 164. 33-37 cân, dưới 37 cân của Zara Girl nhé. 60.000, mã là, mã số em này là 690 này. Bốn mươi bốn mươi lăm cân của các con nhé, chất mát á. 40-45 cân này, 60.000 mã 195 này, chất đẹp cực kỳ luôn, Zara đấy ạ. Các bạn mua thích luôn á. Ui mấy em áo của Zara tiếp nè, bà ơi đẹp quá. 30-35 cân nhé, cho em theo hết này. 30-35 cân này, em này em lấy mọi người mức giá của nó 60.000 thôi, mã là 149 này. 60k 149 nha này. Ôi hai em này 18 tháng quay đầu này, xin chưa. 18 tháng quay đầu của hai con á, tầm 11 cân quay đầu nhá. 18 tháng quay đầu này, em này 60.000 mã là 691 này. 60.000 mã 691 này, đang bán combo rẻ rẻ này, bà lên nhanh đây. 18 tháng, 2 tuổi, tuổi rưỡi, 2 tuổi, tuổi rưỡi, 2 tuổi nhá. Rồi hai em này em lấy 60.000 thôi, mã số là 616 này. 60.000 mã 616 này. Hai con này 3 tuổi, lấy 80.000 hai con nhé. Đẹp thế, bán được tặng gì. 45 cân, dưới 15 cân nhé. Em này 80.000 mã số 62 này. 80k mã số 62 cho em này. Em này 2 tuổi quay đầu. Xinh quá này. 34 38 cân, dưới 38 cân nhá. 60.000 mã là 182. 62 cho chị Oanh Lê. Ôi con này các chị 13 14 cân nhá, dưới 14 cân này, váy xinh quá, 50.000 luôn. Mã là 501 này. 50 mã 501 cho em này. Chị Oanh Lê từ Hoàng Cầu bữa sau tổ tiếp ạ. Hai em này à, hai này bé gái đi. Hai con này chị có cân nặng size tầm 10 cân quay đầu. Bé gái. Hai này 60.000 nhá, một con Lacoste này. Con này chất thô này. Rồi, 10 cân quay đầu nhá, 60.000 thôi. Mã số em này là mã 750 này. 60k mã 750 nhá. Tôi sẽ được mua đi. Combo ấy. 60.000 mã 750 cho em này. Con này có một con lấy 50 luôn này. Đẹp chưa? Có 3 combo, có 3 con này. Đây,
đây 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 rồi. Ba con này tầm tuổi rưỡi 2 tuổi này. Ui đẹp thế. Ôi. Bây giờ chỉ còn size nhỏ thôi mọi người ơi, không còn size to nữa rồi ấy. Chỉ còn size tầm 2 tuổi quay đầu thôi. Nếu bà nào mà cần săn combo 2 tuổi quay đầu thì ở lại đây, còn không thì là hết rồi. Nốt chỗ này là tôi hết rồi. Chỗ này tôi bán vừa tặng cho các bà rồi. Ba con này em lấy 90 nhá. Tuổi rưỡi 2 tuổi này. Tầm 11 cân quay đầu. Đấy, 90.000 ba con luôn nhá. Mã số là 691 này. Tại vì sao nó hết rồi. 90.000 mã 691 cho em này. Tuổi rưỡi 2 tuổi nhá mọi người. Một tuổi rưỡi 2 tuổi nhá. Em lấy mọi người 60.000 mã là 714 này. 60k mã 714 cho em này. Hết size to rồi mọi người nhá. Bây giờ chỉ còn size nhỏ xíu thôi. Ai còn size nhỏ xíu thì ở lại. À, một tuổi tuổi rưỡi này. Một tuổi rưỡi nhá. Rồi. Một tuổi rưỡi này. Em lấy mọi người 60.000 mã là 101 này. Một tuổi rưỡi. 60.000 mã 101 này. Hai tuổi quay đầu nhá. 12 cân quay đầu ấy, hai tuổi quay đầu này. Hai này lấy 60.000 thôi, mã 800 này. Hai 60.000 mã số 800 này. Một bao đi, ba bao về này. Dã man, hai tuổi quay đầu nhé. Hai combo này em lấy mọi người 50 này. Leo leo, Thắm ơi. 12 cân quay đầu ạ, 50.000 mã là 620. Các bà còn combo, còn ai con xe nhỏ có phần lên chưa nào? Này, bé nhà chị có cân nặng 10 cân quay đầu. Cho chị hàng beo la. 1 tuổi quay đầu nhá, 60.000 này. Mã số là 638. 60.000 mã 638. 1 tuổi quay đầu tiếp. Tuổi rưỡi này. 1 tuổi này, 1 tuổi rưỡi này. 1 tuổi rưỡi này. 60.000 thôi. 9 cân quay đầu nhá. Rồi. Thôi con vô này lấy 50 đi. Tiếp ạ. 50.000 đi, mã là 642. Combo này dưới tầm 1 tuổi quay đầu mã là 542. 50.000 này. Bán rồi bán cực tặng luôn. Tuổi rưỡi quay đầu nhá. 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi này. Hai này 60.000 nhá. Mã số là 783 này. 60.000 mã 783 này. Xin chưa? 9 tháng tuổi quay đầu. 9 tháng tuổi quay đầu nhá. Tầm 5, 6, 7 cân này. Dưới 7 cân nhá. Con mua này lấy 50 thôi. Mã là 9. Dưới 9 tháng á. 7 tháng là chị Nguyễn Phương Hoa. 50.000 mã là 942. 50k mã 942. Hai con này quá đẹp. Tôi thật. 1 tuổi. À 1 tuổi rưỡi 2 tuổi này. 1 tuổi rưỡi 2 tuổi này. Rồi. Dưới 12 cân nhá. Hai này 60.000 mã số 29 này. 50.000, 60.000. Đây. Bốn em này này. Size từ 6 tháng tuổi đến 1 tuổi này. Có nghĩa là mặc thoải mái luôn. Con này là 9 tháng này. Con này 6 tháng đến 1 tuổi này. 3 tháng này. 29 cho chị Thúy đây. 3 đến 6 tháng này có đủ size nhỏ nhí nhí nhí. Em này các bé có cân nặng dưới 7 cân nhá. Size là từ newborn cho đến lớn luôn, có nghĩa là một chu trình lớn luôn. À, 4 con này 100.000 nhá. Mã số em này là 35. 4 con này 100.000. Từ 0 đến 6, 0 3 tháng này, 3 đến 6 tháng này, 6 đến 12 này, 9 tháng này, đó. 100.000 mã số 35 mang đi tặng quá sướng luôn. Con nhà chị có cân nặng sai. Nguyễn 9 cân quay đầu nhá. 7, 8, 9 cân, 7, 8, 9 cân nhá. Em này ạ, 50.000 mã số 19 này. 3 con đấy 100, 4 con đấy 100. 35, mã 35.
35 cho chị Thúy Lành Nguyễn. Bà Thúy Lành Nguyễn này đẻ mãi à. 50.000 nhá. Dưới ấy là 19 cân quay đầu, 50.000 mã số 19 này. 50k mã số 19 nha. Size 2 tuổi quay đầu nhá. 2 tuổi quay đầu, 2 tuổi quay đầu này. Hả? Cái combo đấy quá rẻ luôn ấy. Một con áo sơ mi của HM mọi người mua xanh nhỏ xíu đây đã 399 rồi. 4 con mới được 100. 12 con, ui dồi ôi, 1/12. Bé nhà chị có các bạn dưới 12, 13 cân, dưới 13 cân này. Em này 60.000 mã là 931 này. 60k mã 931 này. Thôi 3, 6 tháng, 6, 9 tháng này. Và combo 3 con này em lấy mọi người 80.000 nhá. Đẹp chưa? Nhỏ xinh đấy, 80.000 nhá. 80.000 3 con. Mã số em này là mã 993 này. 80.000 3 con dưới 9 tháng. 931 chị. Tầm 6 9 tháng. Một tuổi quay đầu này nha. Ba con này ạ, lấy 80 nhá, một tuổi quay đầu. 12 tháng quay đầu đấy. Ba con này ạ, 80.000 mã số 53. 93 cho Hồng Tô. 80.000 mã số 53 nha này. Hai con này một em phông của Polo nhá. Một con phông bình thường là 60.000 rồi. Một con áo sơ mi này, hai này lấy 60.000 nhá, dưới 12 cân. 60.000 mã là 696 này. 80.000 ba con đấy. 60.000 mã 696. mười hai tháng con này lấy 80 nhá, 12 tháng tuổi quay đầu, dưới 12 tháng tuổi nhá. 80.000 ba em, mã số là 939 này. Ừ, các bạn có biết tôi nhập vào bao nhiêu được không? 969 cho chị Ngọc Trần. Tôi bán ba con này không đủ gốc. 12 tháng này, 12 tháng này. 696 đấy. 12 tháng này. Ôi giời ơi. Rồi, 9 đến 12 tháng. 9 đến 12 tháng, 3 ngày 80.000 nhá, mã là 147 này, hết rồi đấy. Không lên là hết đấy. Caster Levi này. 3 ngày 80.000 nhá. Mã số em này là 698. Hết rồi. Ok mọi người, hôm nay sẽ nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn mọi người xem like. Chỗ cuối là toàn bán kiểu tặng thôi, bán lỗ thôi. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các sau nhé.